chưa có cái nick. Thì hiện tại thì Ngân cũng có cho mình là hai cái nick TikTok luôn. Thì mỗi cái khi mà mình tạo ra cái nick TikTok á, thì mình sẽ hiểu được mục đích. Và khi mà mình đã có mục đích để mình làm TikTok á, thì khi mình đã có nhu cầu và mục đích mình làm cái TikTok thì mình sẽ có chủ đề rõ ràng và hướng đi rõ ràng luôn. Tại vì hồi trước á, Ngân chơi TikTok thì Ngân thấy là giống như là mình chơi cho vui thôi. Nhưng mà thật ra khi mà tất cả các anh chị mình ngày hôm nay rất là may mắn vì mình được lãnh đạo trong RSM định hướng cho mình rõ ràng luôn. Định hướng cho mình rõ ràng luôn là mình xài TikTok nhằm vào mục đích gì, không phải là giải trí không nữa, mà mình nhờ qua đó mình tuyển dụng, bảo trợ cũng như là bán hàng. Rất là tuyệt vời ở đó. Mà quan trọng là chúng ta phải biết được cái mẹo nha các anh chị. Tại vì nếu mà Ngân thấy có rất là nhiều kênh bị thất bại là do mình làm cái kênh mà nó không đúng với mục đích kinh doanh của mình á. Mặc dù nó lên follow rất là nhanh, nhưng mà cuối cùng rồi thì họ không có một cái người mà đã đứng đằng sau để hỗ trợ và để vạch ra cái hướng đi rõ ràng. Đó, thì sau đây thì cái phần chính trong buổi tối ngày hôm nay thì tất cả mọi người sẽ được nghe những kiến thức rất là hay, những cái xu hướng mà chúng ta tại sao phải là tham gia và cũng như là có cho mình một cái nick TikTok và có cho mình một chủ đề, một hướng đi rõ ràng. Và chủ đề ngày hôm nay rất là hay và chắc chắn sẽ rất là mới lạ đối với những anh chị mà mình chưa có trải nghiệm với TikTok lần nào. Rồi thì sau đây là lãnh đạo của mình, đó là anh Trương Văn Bình. Thì anh cũng đã có một cái lượng follow cũng khá là có con số rất là nhiều ở trên TikTok, và cũng rất là ngưỡng mộ anh vì những cái hướng đi rõ ràng và một cái chủ đề á, đi xuyên suốt. Thì anh sẽ ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho chúng ta biết cách như thế nào là sẽ nhanh lên trend với TikTok nha các anh chị. Và sau đây em xin mời anh ạ. Anh sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị những bí kíp mà tất cả các anh chị mình có thể là gửi Rồi, những. ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, cảm ơn Ngân rất nhiều. Ok, cả nhà mình có nhìn thấy màn hình và nghe rõ mình chia sẻ, mình có thể comment số 21 được không các anh chị? Ok, good. Các anh chị hãy comment đi ạ. Tất cả anh chị hãy comment đi ạ. Các anh chị phải năng động lên. Thầy cô mình dạy là cái người thành công á, khác với người không thành công á, là ở hai chữ thôi. Một là chủ động, hai là bị động thôi các anh chị. Vấn đề quan trọng là các anh chị là người chủ động hay bị động thôi. Ok, good. Mình muốn thấy các anh chị comment, tại vì mình rất là muốn các anh chị phải là cái người năng động. Tại vì về cơ bản á, nếu như mà ngày hôm nay chúng ta quá thụ động, chúng ta chỉ ngồi chờ sung rụng thôi đó, thì chắc chắn là không thể nào có thành công đến với mình được. Từ những cái việc nhỏ nhất mà mình năng động mình làm, mình chủ động mình làm, thì cái việc lớn hơn mình sẽ làm tốt hơn các anh chị. Cái cách chúng ta làm một việc cũng là cách chúng ta làm mọi việc. Điều tuyệt vời là ở chỗ là sao ạ? Điều tuyệt vời ở đây á, là ngày hôm nay á, là chúng ta đang ở trong cái thế giới là 5.0 rồi, không còn 4.0 nữa. Và cái tốc độ phát triển, tốc độ kinh doanh chúng ta bây giờ nó nhanh bằng cái tốc độ Internet. Và thầy cô mình dạy đó anh chị, là thế kỷ 21 này, cái kinh doanh mà lớn nhất, phát triển nhất đó là mạng lưới con người kết hợp với mạng lưới Internet các anh chị. Các anh chị có thể lưu cái câu này lại, thì nó quá là hay. Tức là cái thế kỷ của mình là kết hợp mạng lưới con người và mạng lưới Internet các anh chị nha. Dạ. Sorry anh chị, mình có điện thoại xíu. Rồi các anh chị nha, mình bị vướng cái điện thoại. Rồi anh chị chờ mình một xíu nha, mình đang xử lý kỹ thuật cái là xong liền các anh chị. Đang có một vấn đề một chút xíu về kỹ thuật.
Tại vì có một số người lần đầu tiên vào đó, nhưng mà bây giờ họ vào không được. Họ gọi điện. Rồi, tất cả các anh chị chúng ta sẵn sàng rồi ha. Sẵn sàng là mình xử lý một trường hợp này nữa là coi như xong. Nhờ Ngân hỗ trợ cho chị Nhuận không em nhé. Chị Nhuận không, chị Hồng. Bên anh hơi lắc hay sao anh Bình ơi? À, mạng mạng bên anh tốt không? Em nghe rõ mà ta. Em nghe rõ. Rồi rồi, anh chị nào nghe rõ, anh chị nào nghe rõ có thể là giúp mình comment nghe rõ nha. Tại vì có một số các anh chị gặp một cái tình trạng là đổi mật khẩu á, họ không vào được á, mà họ đã tất cả một thủ tục họ làm xong rồi á, cho nên gặp vấn đề chút xíu họ có gọi cho mình xử lý cho họ cái là xong. Yes. Rồi ok, nhờ Ngân hỗ trợ giúp anh Ngân ơi. Dạ dạ ok. Rồi rồi. Rồi ok các anh chị, bây giờ chúng ta trở lại nha. Bây giờ chúng ta trở lại, mọi thứ đã ok rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại các anh chị. Rồi. Rồi, sorry cả nhà. Hôm nay có rất là nhiều anh chị quan tâm đến chủ đề TikTok của mình luôn. Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại ha. Thì mình còn nhớ là cái kỷ niệm á, anh chị, là cái lần đầu tiên sau khi mà mình học được cái thuật toán của TikTok, mình cảm thấy rất là vui. Và lúc đó là mình mở cái lớp đào tạo đầu tiên á, là vào ngày 28 tháng 5 2021. Thì có rất là nhiều người, không có quan tâm lắm. Đó, có rất là nhiều người không quan tâm lắm, cho nên là chỉ có một số ít những cái người học đầu tiên thôi. Và chỉ có những số ít người học đầu tiên đó thì có một cái kết quả rất là rõ. Có kết quả rất là rõ rồi, thì một chút nữa mình sẽ cho các anh chị xem. Và ngày hôm nay thì cái nhu cầu, do cái nhu cầu rất là lớn như vậy, cho nên chính vì lý do đó cho nên mình muốn là mở cái lớp thứ hai. Và chúng ta đang đi đúng cái xu hướng, cũng như là chúng ta đi đúng cái lời thầy cô mình dạy. Tức là cái thế kỷ 21, cái kinh doanh mà lớn nhất, phát triển lớn nhất đó là phải mạng lưới con người kết hợp với mạng lưới Internet. Và chúng ta rõ ràng chúng ta thấy những cái như là Facebook hay là Amazon hay như Alibaba, những cái mạng xã hội và những cái trang thương mại điện tử thì đều sử dụng một cái sức mạnh của hệ thống con người và hệ thống Internet rất là lớn các anh chị. Và kể cả công việc kinh doanh của chúng ta cũng vậy. Và nếu như là chúng ta trước đây chúng ta xem những cái công cụ như là Facebook có thể giúp cho Ninoy hoặc là có thể giúp cho Patrick và có thể trở thành FC, thì ngày hôm nay mình nghĩ rằng đây là một cái công cụ mà chúng ta có thể nắm bắt để mà chúng ta có thể tăng tốc rất là tốt trong cái kinh doanh này. Đó, trong rất là tốt trong cái kinh doanh này. Và mình cũng rất là biết ơn tất cả các anh chị ở đây. Tại vì hôm nay là cái lớp học của mình là giống như là hoàn toàn là miễn phí. Hoàn toàn miễn phí, tại vì không có muốn là thu cái phí của ai cả. Nhưng mà trong cái mùa dịch Covid này, mình muốn là mọi người cũng làm một cái nghĩa cử đẹp. Tức là bản thân mình, cũng như là các anh chị trong ban tổ chức, thì mỗi người cũng đóng góp. Và các học viên thì mỗi người cũng đóng góp một cái số tiền gọi là nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nó thể hiện cái tấm lòng của chúng ta. Và mình thấy là cái chị Bích á, chị Bích trong cái đội ngũ Rosumer của mình á, chị chỉ đi làm từ thiện rất nhiều, chị đi phát đồ ăn chay rồi giúp cho những người cơ nhỡ rồi rất là nhiều. Và mình thấy cái nghĩa cử rất là đẹp, và mình cũng muốn là góp một cái phần sau cái lớp học này, thì chúng ta cũng có một cái phần kinh phí là để chúng ta gửi cho chị Bích, để chị Bích có thể đi phát như vậy. Thì nếu ai có điều kiện chúng ta cùng đi với nhau thì rất là tốt, có nghĩa là chúng ta sẽ đại diện cho Rosumer của chúng ta các anh chị. Và nếu mà cái hành động này rất là đẹp thì chúng ta làm một lúc được hai việc các anh chị, là chúng ta vừa luyện giới, chúng ta vừa luyện gọi là luyện tuệ luôn, và phải nói là cũng học TikTok là phải luyện định luôn các anh chị, tức là phải kiên trì. Cho nên là chúng ta cùng một cái hành động mà chúng ta lại luyện được ba gốc là giới, định, tuệ, cho nên mình rất là vui. Và hôm nay mình cũng chào đón được có rất là nhiều anh chị mới tham gia vào cái lớp học này. Đó, thì mục tiêu của lớp học này á, là muốn giúp cho anh chị xây dựng thêm một cái kênh khách hàng. Và thực sự một điều mà nói á, là hoàn toàn có thể giúp cho 100% nha anh chị, 100% cái số quyên góp mình thu được trong cái lớp học này từ ban tổ chức, từ học viên, mình sẽ dùng cho cái quỹ thiện nguyện là trái tim mặt trời của Rosumer của chúng ta. Có nghĩa là đầy tình yêu thương, các anh chị đầy tình yêu thương. Tức là mình vừa luyện được cái tuệ mà vừa luyện được cái định luôn, và vừa luyện được cái giới luôn. Rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Đó. Và cái nguyên lý của mình trong cuộc sống là không ngừng học hỏi, là liên tục học tập, và
dùng cái triết lý là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ không phải là lấy của cải làm sự nghiệp các chị. Cho nên là luôn luôn học tập, luôn luôn học tập để có thể phát triển. Vậy thì mình cũng chào đón tất cả các anh chị có mặt trong cái lớp học này. Tất cả các anh chị có cái tấm lòng tốt, thiện nguyện, vừa tốt mà vừa coi như là ham học hỏi nữa, thì chúng ta mới có mặt trong cái buổi ngày hôm nay. Ok ha, rất là tuyệt vời. Rồi, mình muốn chia sẻ là một chút về cái lúc mình khởi động các anh chị. Là khi mình đã nắm được cái công thức thành công, mình đã nắm được cái công thức thành công đó, thì khi đã nắm được cái công thức thành công rồi đó, thì lúc đó, đó là coi như là đảm bảo luôn là mình làm đó, là mình sẽ đạt được cái hiệu quả. Làm được đạt hiệu quả thì bắt đầu mới có lòng tin, có lòng tin chia sẻ cho tất cả mọi người. Khi mà có lòng tin chia sẻ cho tất cả mọi người rồi á, thì mọi người cứ đúng một công thức đó làm là đạt kết quả, đúng một công thức làm là có kết quả. Tại vì quan trọng nhất là mọi người đã nắm được cái công thức và bí mật đó rồi, làm có kết quả thì tới ngày hôm nay á, thì kết quả quá lớn. Ngày hôm nay kết quả quá lớn, có quá nhiều cái bùng nổ. Và ngày từ ngày 28 tháng 5 thì bắt đầu làm các anh chị, và đến ngày 28 tháng 6 thì là đúng một tháng, đúng không các anh chị? Và ngày hôm nay thì rôi ra mấy ngày nữa, nhưng mà thực sự là đến ngày 28 tháng 6 sau một tháng làm vẫn chưa có kết quả. Nhưng mà có một tuần lễ thôi, từ ngày 28 tháng 6 cho đến bây giờ thôi, tầm đâu đó tầm khoảng là 5-7 ngày gì đó, thì tất cả các kênh đều nổ hết, tất cả các kênh đều bùng nổ hết. Điển hình thì những cái kênh lớn này chút nữa mình sẽ chia sẻ với các anh chị một cái điều thú vị như vậy ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bao nhiêu anh chị đã sẵn sàng ạ? Bao nhiêu anh chị sẵn sàng hãy comment sẵn sàng được không cả nhà? Bao nhiêu anh chị sẵn sàng hãy comment sẵn sàng nhé. Rồi, ok. Cái câu hỏi đầu tiên á, là mình luôn luôn giải quyết cái lý do là tại sao chúng ta phải làm xây dựng một cái chọn cái TikTok làm nền tảng để xây dựng thương hiệu. Chọn TikTok làm nền tảng để xây dựng thương hiệu các anh chị. Tại sao như vậy? Ok. Và có rất là nhiều người á, sẽ nói rằng là cái TikTok này là cực kỳ khó, là một tuổi tôi lớn rồi tôi làm được, nhưng mà chút nữa mình sẽ giới thiệu cho anh chị những cái người lớn tuổi làm thành công. Cái thứ hai là anh chị sẽ nói rằng là cái này là dành cho con nít thôi, nó không có phù hợp với tôi và nó cực kỳ khó, và trước đây mình cũng có cảm nhận là nó khó và nó rắc rối và nó không phụ thuộc, nó không có phải phù hợp với mình. Tại vì mình nghĩ là mình làm tốt trên YouTube và Facebook rồi thì mình không cần làm cái này nữa. Nhưng mà thực sự là khách hàng ở đâu thì mình phải có mặt ở đó các chị. Bây giờ tất cả mọi người dành thời gian để sử dụng lướt TikTok là nhiều lắm. Cho nên nếu như ngày hôm nay chúng ta bỏ qua cái thị trường này là nó là một cái kênh rất là khổng lồ. Cho nên mình nói một câu rất là vui là trên thế gian này chỉ có làm người, học làm người là khó nhất. Còn tất cả những việc còn lại đều rất đơn giản, kể cả cách học làm TikTok. Đúng không cả nhà? Kể cả cái cách mà chúng ta học làm TikTok cũng là rất dễ thôi. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các anh chị nha. Có một cái lý do rất là quan trọng mà chúng ta sẽ nhìn thấy được. Điều đầu tiên mình cũng nói anh chị là thường là các anh chị biết là trên mạng hoặc là bất kỳ đâu các anh chị, chúng ta đang làm cái kinh doanh MV thì mình cũng đang mắc phải cái tình trạng này trước đây. Tức là mình đi tìm người ta, rồi kết thân với người ta, là làm bạn người ta để từ từ mình giới thiệu người ta vào kinh doanh của chúng ta. Cũng là áp dụng nguyên tắc bá từ tâm và gần thân cận trí, thì đó cũng là một cách. Nhưng mà nếu như chúng ta có một cái cách nào mà người khác kiếm chúng ta thì nó sẽ tốt hơn nữa. Thì cái cách đó không có cái cách nào khác ngoài cái cách mà chúng ta phải có cho mình một cái giá trị thực sự, một cái thương hiệu thực sự. Thì ở đây mình đặt một cái câu hỏi này, là bạn đắt giá bao nhiêu? Bạn đắt giá bao nhiêu? Cái giá trị của bạn đắt giá bao nhiêu? Và hôm nay có một cái câu mà mình cũng chia sẻ với các anh chị. Đừng đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo, dùng thời gian để đuổi theo nó, để trồng cỏ. Đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có cả đàn ngựa cho chúng ta lựa chọn. Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian đó để trau dồi năng lực của mình. Tới khi thời cơ chín mùi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành chúng ta. Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn dựa dẫm vào người khác. Gieo hạt ngô đồng, ắt có phượng hoàng tới thăm. Nếu hoa nở rộ, ắt có ong bướm tới tìm. Hãy đứng lên và xây dựng giá trị riêng cho mình. Thế là ngày hôm nay mình muốn nói với các anh chị là cái việc mà các anh chị đứng lên xây dựng cái kênh TikTok cho mình là các anh chị khẳng định được cái giá trị riêng cho mình, cái kiến thức của mình, cái năng lực của mình để các anh chị có thể ảnh hưởng người khác.
Và các anh chị sẽ thấy động lực như thế nào nếu như mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày đồng đội của mình liên tục có video, đồng đội của mình liên tục có video. Thì nhờ Giang gửi cái đường link của cái group TikTok Prosumer của mình vô cái đây cho mọi người có thể vào cái nhóm của mình hết nhé. Tại vì mình sẽ liên tục nhận video từ đó. Và cái động lực của chúng ta là từ trong đó các anh chị. Và mình sẽ nói với cả nhà là định hướng của công ty cũng là xoay quanh cái TikTok này. Tại sao công ty lại xoay quanh TikTok này thì bây giờ đến cái phần mình giải thích cho cả nhà xem. Rồi, ok. Tới phần giải thích cho cả nhà xem nhé. Rồi, có một cái câu nói mình cũng rất là thích. Mà cô Loan đồ này nọ, rất là nhiều người cũng rất là thích. Bạn là ai chẳng quan trọng bằng việc bạn có khả năng giúp đỡ và giúp được bao nhiêu người có cuộc sống tốt hơn. Vấn đề ngày hôm nay á, là khi mà chúng ta là xây dựng cái thương hiệu cá nhân ở bất kỳ chỗ nào, chúng ta không phải là mong là câu like, câu view, mà chúng ta mong á, là trao đi những cái kiến thức, những cái giá trị mà chúng ta có được. Để gì ạ? Để giúp cho người khác có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái vấn đề chúng ta trao đi là những cái thứ mà chúng ta trao đi anh chị là những thứ mà người khác đang thiếu. Đó. Và để các anh chị có được những cái thứ đó thì các anh chị phải tìm tòi, phải học hỏi để nâng cấp bản thân mình lên. Đó, để nâng cấp bản thân mình lên. Khi mà chúng ta có nhiều kiến thức, chúng ta có nhiều giá trị thì chúng ta trao đi á, thì mới có nhiều người nhận các anh chị. Chúng ta không thể chia sẻ cái điều mà ai cũng biết hết thì cái lượt mà người ta quan tâm và người ta theo dõi mình nó sẽ ít, đúng không các anh chị? Ví dụ như hôm nay mình thí dụ là có hai tờ tiền, một tờ 2.000 và một tờ 500.000. Nếu mà cho các anh chị chỉ được lựa một trong hai tờ thôi thì các anh chị chắc chắn khả năng sẽ được lấy cái tờ 500.000 là nhiều hơn cái tờ 2.000. Tại sao vậy? Tại vì đơn giản thôi là cái tờ 500.000 nó sẽ có giá trị hơn cái tờ 2.000 rất là nhiều. Thì cũng vậy, nếu như mà chúng ta chia sẻ một cái điều gì đó, nhưng mà chúng ta chia sẻ một cái điều không có giá trị hoặc là một cái điều người ta không cần tới nó nhiều, thì cái việc mà người ta theo dõi các anh chị, nhờ cậy các anh chị nó sẽ không có các anh chị. Đó, nhờ cậy các anh chị nó sẽ không có. Cho nên hôm nay mình sẽ nói cái lý do rất là lớn để mà các anh chị bắt đầu xây dựng kênh các anh chị nha. Rồi, cái điều đầu tiên mà các anh chị có thể thấy được ở đây là các anh chị vào nhóm nha, các anh chị vào nhóm để các anh chị nhận cái video liên tục và được cái đồng đội của mình tương tác các anh chị. Tại vì mình biết là làm TikTok nó cũng giống như là làm kinh doanh hội nhóm vậy đó các anh chị. Các anh chị cái lượt tương tác ban đầu là rất là quan trọng. Nó là cái động lực của chúng ta để chúng ta làm việc. Nó là cái động lực để chúng ta làm video tiếp theo đó các anh chị. Và nếu như các anh chị làm đơn độc, mình biết có rất nhiều người đang làm đơn độc. Ví dụ ở đây có bạn Đạt nè, bạn Latinum bên Mỹ. Và đang làm một cái lãnh đạo ở Việt Nam và bạn cũng đang làm TikTok. Nhưng mình cũng rất là quý bạn, rất là thương bạn. Tại vì bạn đang làm đơn độc, bạn không có cái sự trợ giúp. Thì chính cái việc bạn đang làm đơn độc cho nên nó cũng cực kỳ vất vả trong thời gian ban đầu đó. Rồi tại sao chúng ta phải xây dựng nhân hiệu trên nền tảng TikTok? Và theo nghiên cứu đó các anh chị, thì cái TikTok hiện nay nó là mạng xã hội phát triển thuộc top 4 cái mạng xã hội lớn nhất thế giới. Và trong tương lai nó có thể lọt lên top 2 hoặc là top 1 luôn các anh chị. Tại vì cái tốc độ mà tải ứng dụng này về là kinh khủng khiếp. Và con người ta tính được cái thời gian mà một người ở trên cái TikTok này là rất là lâu. Đó, rất là lâu đó. Cho nên đây chính là một trong những cái xu hướng. Và khi mà con người tập hợp lên trên này rồi thì nếu như anh chị không có ở trên này thì các anh chị sẽ không có những cái mối quan hệ tốt ở trên đây anh chị. Đó, ở đây mình muốn chia sẻ anh chị điểm này nha. Bữa nay sẽ có một cái điểm mình bổ sung trong cái ý này nữa anh chị nha. Cái điểm thứ hai á, là cái video trên cái nền tảng này nè, là rất là dễ làm. Cái video trên cái nền tảng này rất là dễ làm. Hôm nay mình nói trên cái khía cạnh là những người mới hoàn toàn, những người mới bắt đầu xây dựng kinh doanh này, xây dựng trên TikTok nha các anh chị. Còn các bạn là chuyên gia rồi trong nhóm mình thì chút nữa mình sẽ mời các bạn chia sẻ. Bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta có một cái team, có lẽ là lần này là lần chia sẻ, có thể là lần chia sẻ sau của mình, sau cùng đó, mình không có chia sẻ nữa mà sau này giao hết cho các bạn chia sẻ. Tại vì các bạn là cực kỳ giỏi rồi. Và cái này nó, nền tảng này nó rất đơn giản và rất là dễ làm. Tại sao vậy? Tại vì mỗi một cái video của nó đó, cái thời lượng đó các anh chị, cái thời lượng nó rất là ngắn. Nó chỉ có từ 15 giây cho đến 60 giây thôi. À, 15 giây đến 60 giây thôi cả nhà. Nó rất là ngắn. Và bây giờ thì cũng nâng lên được 3 phút. Tuy nhiên là để mà dễ tương tác hơn á, thì chúng ta sẽ làm cái video ngắn trước các anh chị. Vậy thì ở đây á, mình muốn nói lên vấn đề gì? Nếu như ngày hôm nay các anh chị kêu các anh chị làm một video 5 phút hoặc 10 phút đối với một người chưa bao giờ đối diện trước ống kính, đối với một người á, rất là nhát sợ, rất là kém tự tin, thì nó là một cái vấn đề rất khó. Nó là một cái vấn đề nan giải. Thậm chí là nó khó hơn cái gì luôn. Nhưng mà nếu để nói chỉ một vài câu, chỉ một vài câu tâm đắc hoặc là một vài ý hay thôi, thì không phải là vấn đề khó.
kêu nói một liên nguyên một cái clip 10 phút thì khó, nhưng mà nói một vài phút thì nó lại nói một vài giây thì nó lại rất là dễ. Đấy. Cho nên là nó sẽ giúp chúng ta bắt đầu một cách dễ dàng và ai cũng có thể làm được cả. Ai cũng có thể làm được cả. Các anh chị nhớ điều đó ha. Cái thứ hai nè chị, là cái lượng tương tác ở trên này nó rất là cao. Cái lượng tương tác ở trên này rất là cao các anh chị. Tức là cái lượng tương tác trên này rất là cao, và đặc biệt cái lượng tương tác nó là cái lượng tương tác đến từ người lạ, chứ không phải là anh chị phải có bạn rồi anh chị mới được tương tác. À, cái con AI, tức là cái con robot AI, cái trí tuệ nhân tạo của TikTok nó rất là thông minh. À, khi các anh chị làm về một cái chủ đề nào đó, nó sẽ tự động đề xuất cái chủ đề, đề xuất cái sản phẩm, cái tác phẩm của anh chị là cái video đó đến những người có nhu cầu muốn xem cái video đó. Cho nên là những người có nhu cầu đến xem video đó thì chưa chắc là bạn của anh chị đã kết bạn trên TikTok rồi. Còn đối với Facebook là chẳng hạn chúng ta đăng lên thì cái lượng mà chủ yếu là bạn bè của mình xem, còn cái người bên ngoài rất là ít các chị, người bên ngoài rất là ít, hầu như là rất ít, trừ khi cái đó nó quá hay người ta phải share nhiều thì sẽ có. Nhưng mà trên cái TikTok này, đầu tiên là nó sẽ chưa có ai share hết, chưa có ai chia sẻ hết, thì nó đã gợi ý cho những người khác xem của anh chị từ khoảng 100 cho đến 500 người xem rồi các chị. Và nếu như nó chất lượng và nó hay nó sẽ được viral nhiều hơn nữa. Ở đây là mình nói cái sự thông minh của con cái con AI đó. Thậm chí các anh chị biết không, trong tất cả bạn bè mình kết hợp lại kết bạn á, thì chỉ có 1% là bạn bè mình coi thôi, còn 99% còn lại toàn bộ là người lạ. Vậy thì chúng ta vô tình chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ mới rất là khổng lồ từ cái nền tảng TikTok này. Và có một điều nữa mình nói anh chị nè, chỗ cái chỗ tương tác cao này nha, là cái con robot của cái TikTok nó rất là thông minh. Thông minh ở chỗ này, thí dụ như ở bên ngoài các anh chị biết không, là những cái doanh nghiệp người ta chạy quảng cáo Facebook đó cả nhà, sau đó người ta sẽ lấy được một cái lượng tương tác với fanpage, thì người ta phải tốn cái tiền lần đầu để chạy quảng cáo rồi, nhưng mà sau đó người ta có cái lượng tương tác đó, người ta phải tốn tiền một lần nữa để chạy quảng cáo, để chi, để cái lượng khách hàng mà đã tương tác với trang fanpage được tiếp cận với thông tin một lần nữa. Cái đó người ta gọi là remarketing. Remarketing là phải tốn tiền 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần để remarketing cho những cái đối tượng đã tương tác rồi. Nhưng đối với TikTok thì tuyệt vời chỗ này anh chị, cái con AI nó thông minh vậy, một người nào đó xem cái video của anh chị lâu thì nó sẽ tự đề xuất tất cả những video khác của anh chị cho người đó coi, người đó lướt 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 một hồi lại thấy video của anh chị, có nghĩa là nó thông minh đến mức độ là nó tự remarketing cho anh chị luôn, anh chị không phải tốn tiền luôn á. À, tức là người ta thấy anh chị một lần có nghĩa là người ta sẽ thấy anh chị rất nhiều lần sau đó nếu video anh chị chất lượng. Anh chị có cảm giác này không ạ? Thì anh chị lướt TikTok, bao nhiêu anh chị chơi TikTok, lướt TikTok mà chúng ta có cảm giác này ạ? Bao nhiêu người lướt TikTok mà chúng ta cảm thấy là à, chúng ta thích một cái gì đó, thì tất cả những cái vấn đề kênh của cái chủ đề đó nó đều quay về với mình hết. Mình coi ví dụ mình thích bóng đá thì bóng đá nó tới liên tục. À, mình thích làm đẹp thì làm đẹp nó tới liên tục. Mình thích nấu ăn nó tới liên tục. Thì đó là vì cái con AI của TikTok nó thông minh. À, nó sẽ đề xuất như vậy các anh chị. Rồi, và cái tốc độ xây dựng kênh thành công rất là nhanh cả nhà. Mình xây dựng cái kênh YouTube của mình đó nha, mình xây dựng 4 năm rồi. Có thể nói là cũng không có phải là tập trung thành một cái YouTuber, thì cái kênh nó lên đâu đó có khoảng 2.000 mấy người follow, nhưng mà làm TikTok có một tuần lễ thôi là có 11.000 người follow. Chú Trương chưa bao giờ mà làm YouTube lên được 1.000 người follow, nhưng mà chú Trương làm TikTok có một tuần lễ ăn khách thôi là kênh đã lên 26.000 người follow các chị. À, mà chất lượng nha, người follow đó là người follow đúng nhu cầu sức khỏe, đúng nhu cầu sức khỏe. Vậy thì các anh chị thấy cái TikTok có tuyệt vời không anh chị? À, cái chỗ này tới chỗ này các anh chị đã thấy nó tuyệt vời chưa? À, tuyệt vời ở chỗ là gì? Một cái hay nữa là chị, một cái tuyệt vời mà anh chị thấy nè, về cuộc sống của chúng ta đó, thì đa số thì tất cả mọi người á là có một cái tỷ trọng như thế này. Những cái video đó gọi là sản phẩm, những video đó gọi là sản phẩm, còn cái TikTok nó là cái siêu thị. Chúng ta làm ra sản phẩm chúng ta để lên cái siêu thị đó thì người coi á, tính là người đi chợ để mua mua những cái sản phẩm của chúng ta làm ra. Nhưng mà các anh chị biết không, chỉ có 20% là những người sản xuất video thôi, nhưng mà có tới 80% những người lên video để coi. Thì cả nhà cho mình hỏi ở đây nè, theo các anh chị, cái người sản xuất video sẽ kiếm được tiền hay là cái người lên coi video kiếm được tiền? Cái người sản xuất video kiếm được tiền hay người lên coi video kiếm được tiền? Chị cho mình cái câu trả lời đi. À, ai đồng ý là người sản xuất video kiếm được tiền, comment số 1 ạ.
Ai đồng ý là cái người sản xuất video sẽ là người kiếm được tiền? Comment số 1. Còn cái người coi video là sẽ bị mất tiền, phải không? Tại vì coi cái hồi cái lướt cái mua đồ, coi hồi lướt cái mua đồ là cái người coi là cái người chi tiền. Còn cái người sản xuất là cái người kiếm được tiền. Vậy thì anh chị muốn từ nay trở về sau anh chị lên TikTok là tốn tiền hay lên TikTok là đẻ ra tiền? Chị muốn cái nào? Anh chị muốn lên TikTok đẻ ra tiền comment số 1 đi ạ. Muốn lên TikTok mà đẻ ra tiền comment số 1 tiếp tục đi ạ. Right, mình thích số 1. À, công ty chúng ta là số 1. À, chúng ta là luôn luôn là ham học hỏi, tinh thần học tập là số 1. Đúng không ạ? Rồi, tới đây là mình đã giải quyết cho anh chị cái vấn đề rất lớn nha, là tại sao chúng ta phải làm TikTok. Và TikTok là Amway sẽ lấy cái nền tảng của TikTok rồi từ TikTok mới đổ vào Facebook nha các anh chị. Bây giờ Amway chọn TikTok làm cái nền tảng xã hội gọi là ưu điểm là chủ lực đó. Và từ đó mình mới đổ qua bên Facebook chứ không phải là cổ liền các anh chị em. Right, good. Rồi, ok. Rồi, đẻ ra tiền thì các anh chị phải biết cái cách tiếp theo nữa. Rất là đơn giản. Rất là đơn giản, có gì đâu. Rồi, ok. Sau đó là nó sẽ ra, đúng ra là nó ra mối quan hệ trước. Rồi mối quan hệ mới đẻ ra tiền, người ta gọi là mối quan hệ là tiền tệ. Gọi là money in list. Money in list tức là gì? Là tiền nằm ở trong danh sách. Tiền nằm ở trong danh sách gọi là money in list. Danh sách chính là tiền ha. Rồi, ok. Thì ngày hôm nay là nó có một cái chủ đề rất là tuyệt vời, giống như là cái mà các anh chị đang học cái xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì á, mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống này là gì? Là không phải chúng ta suốt ngày đi đăng hàng quá là để chúng ta kiếm tiền, mà chúng ta là người phải trao giá trị cho khách hàng. Chúng ta phải giải quyết được một vấn đề nào đó của thị trường, giải quyết vấn đề nào đó của nhu cầu của xã hội. Chúng ta phải giúp người khác giải quyết được cái vấn đề gì thì chúng ta tiền nó sẽ tự đến các anh chị. Và khi mà phát triển TikTok á, thì đồng nghĩa với việc các anh chị á, đi rất là đúng cái Ikigai. Tại sao TikTok lại đi đúng cái Ikigai? Tại vì TikTok, nếu như anh chị đăng video mà một cái video loại này, một video loại kia, một video loại nọ, thì cái tài khoản anh chị sẽ trở thành tài khoản zombie. Có nghĩa là tài khoản zombie, các anh chị biết zombie là gì không ạ? Là zombie là cái người coi nó sẽ dưới 100 người. Thì lúc đó nó được gọi là tài khoản ma, tài khoản zombie, nó cứ vật vờ trên TikTok. Và những cái tài khoản đó, nó là cái tài khoản không có khả năng lên nữa. À đúng rồi, tài khoản zombie. Và lúc này á, các anh chị chỉ là dùng để đi coi người khác thôi, chứ anh chị làm video không ai coi hết. Là tại vì các anh chị đi sai cái Ikigai một lần thôi. Đi sai một lần thì nó trừ điểm một lần, nhưng mà đi sai nhiều lần là coi như cái kênh các anh chị nát luôn. Là cái lượt coi là dưới 100 người coi luôn. Là tại vì các anh chị không có định hình được cái Ikigai của mình. Và mình nói luôn là cái robot của TikTok á, nó được thiết kế trên Ikigai luôn. Các anh chị thấy có kinh điển không ạ? Nó vừa thông minh, nó vừa biết remarketing, mà nó còn vừa được thiết kế trên Ikigai nữa. Mình nói chị, anh chị làm TikTok là anh chị đang làm Ikigai 100%. Anh chị hãy comment đi ạ, Ikigai đi ạ. Ikigai là gì? Ikigai là triết lý sống của người Nhật. Chúng ta học quá nhiều rồi. Ikigai được tập hợp bởi những yếu tố như sau. Thứ nhất, đó là anh chị phải tập trung vào cái thứ, cái điều mà mình yêu thích nhất. Cái điều mà anh chị yêu thích nhất. Cái thứ hai là cái điều mà anh chị làm giỏi nhất. À, cái điều mà anh chị yêu thích nhất có nghĩa là có tiền hay không có tiền gì cũng muốn làm cái đó. Ví dụ giờ yêu đi đá banh, giờ đá banh có tiền hay không có tiền tôi cũng đi đá banh, đúng không? Thứ hai là cái điều mà bạn làm giỏi nhất, là trong tất cả những kỹ năng mình biết được thì mình có cái kỹ năng nào mình giỏi nhất, mọi người hãy ghi lại. Thì cái Ikigai này đội nhóm chúng ta đã đi rất lâu rồi, chúng ta đã dạy tới mấy chục khóa về thương hiệu cá nhân rồi. Cho nên may mắn cho những anh chị nào đã được học qua thương hiệu cá nhân rồi thì anh chị đó biết thế nào là Ikigai. À, Ikigai là triết lý sống của người Nhật, đó là lẽ sống. Vậy thì mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy vì lý do gì? Tại sao chúng ta phải thức dậy? Và ở Nhật có một cái ngôi làng người ta gọi là ngôi làng Ikigai, và những người ở ngôi làng đó có tuổi thọ cao nhất trong tất cả người Nhật. Người Nhật tuổi thọ đã cao rồi nha, nhưng mà riêng cái ngôi làng Ikigai là có tuổi thọ cao hơn nữa. Tại sao? Tại vì họ có lý do để thức dậy vào mỗi sáng. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta không có Ikigai, chúng ta không có lý do, không có sứ mệnh để chúng ta thức dậy vào mỗi sáng thì không cần dạy cũng được, cho nên tuổi thọ mình thấp các anh chị. Đó là cái lý do tại sao tuổi thọ người ta cao. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào điều gì? Thứ nhất, điều mình yêu thích nhất. Thứ hai, điều mình làm giỏi nhất. Thứ ba, điều mình giúp mình có thể kiếm ra tiền. Và thứ tư, điều mà thế giới cần hay là xã hội cần.
đó. Các anh chị tập trung mới cái vòng tròn màu xanh đi thì tự động nó sẽ động lại cái vòng tròn màu đỏ, bên trong cái vòng tròn màu vàng thì nó kết hợp lại thôi. Cái điều bạn yêu thích với cái điều bạn giỏi thì nó thành cái đam mê, cái điều bạn yêu thích với lại cái điều mà thế giới cần thì nó thành là sứ mệnh, còn cái điều bạn giỏi với lại cái điều mà giúp bạn kiếm ra tiền thì nó là nghề nghiệp chuyên môn của bạn, còn cái điều mà thế giới cần với cái điều mà giúp bạn kiếm ra tiền là hai cái này là nghề nghiệp chuyên môn của bạn. Vậy thì cái vấn đề ở đây á là chúng ta phải hình dung là chúng ta làm TikTok có nghĩa là chúng ta đang đi theo cái ikigai của mình, đi theo cái thứ mình yêu thích nhất. Và các anh chị biết không, thời gian đầu tiên cái khó nhất của làm TikTok là gì, cái khó nhất của người khởi nghiệp là gì, không phải là tiền, tại vì mới đầu vô các anh chị làm chưa có tiền đâu, nhưng cái khó nhất là gì, đó là tình yêu, niềm đam mê và niềm vui với mỗi lúc mà chúng ta làm video. Chúng ta cảm thấy rất là vui khi mà chúng ta đi trao giá trị cho người khác, chúng ta cảm thấy rất vui khi mà cái video của mình làm ra giúp ích được cho ai đó, chúng ta cảm thấy rất vui khi cái video mình làm ra có những người hưởng ứng và có những người cảm thấy học được một cái điều từ video của mình và biết ơn mình, và đến một lúc mà họ cậy nhờ mình tư vấn cho họ thì lúc đó các chị biết là lúc đó là lúc thu hoạch rồi đó. Ví dụ như chú Trương là cố vấn sức khỏe gia đình, chú chia sẻ rất nhiều vấn đề về sức khỏe, thì các anh chị biết 26.000 người đang follow chú là sẽ đặt câu hỏi với chú ơi con bệnh này con uống cái gì, con bệnh này con phải làm sao, con bệnh kia con phải làm sao. Đến khi mà các ta cậy nhờ mình thì lúc đó là lúc các anh chị thành công. Cũng giống như chị Tâm làm cái kênh về giảm cân thì bây giờ đã có quá nhiều người chat comment hỏi, rồi bạn Hải làm cái kênh về tăng chiều cao thì bây giờ cái số lượng mà bạn livestream một lần trên TikTok là có 1.600 người coi, và cái nhóm bạn mới tạo ra là có hơn 800 người tham gia vào, thì các anh chị biết cái sức ảnh hưởng nó kinh khủng khiếp cỡ nào, tức là người ta muốn tư vấn về tăng chiều cao. Và đỉnh cao của marketing chính là người ta sẽ cậy nhờ anh chị hãy chat đi ạ. Đỉnh cao của làm marketing là mình làm cái gì đó mà đến một lúc người ta cậy nhờ mình giúp đỡ người ta, lúc đó là lúc mình đã thu hoạch. Nhớ giùm mình nha. Rồi ok. Rồi, vậy thì còn một cái nữa mình muốn chia sẻ với các anh chị là xong cái Ikigai rồi đúng không cả nhà? Ok, xong cái Ikigai rồi. Sorry các anh chị, chỗ này là nó bị ẩn đi. Mình sẽ xử lý chỗ này giúp cho mọi người có thể nhìn rõ hơn. Rồi ok, các anh chị hãy comment nha, các anh chị comment mình bị cái chỗ này nó hơi 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 bị mất đi một cái hình. Ok, không sao. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các anh chị cái hình tiếp theo mình muốn trao đổi với các anh chị là nó rất là quan trọng. Nếu mà không có cái hình này chúng ta không có hình ra được, hình dung ra được cái hình dung ra được cái việc mà chúng ta sẽ xây dựng như thế nào cho nó đi đúng. Rồi. Ok. Rồi, xin lỗi các anh chị, mình có một cái hình hơi nhỏ tự động ở trên trên ở trên slide nó bị ẩn đi ở trên slide nó bị ẩn đi, thì bây giờ các anh chị xem ở bên ngoài các anh chị nhé, thì xem ở bên ngoài. Rồi các anh chị có thấy cái hình mà mình đang show ở đây không ạ? Rồi bao nhiêu chị đã thấy rồi anh chị hãy comment thấy giúp mình nha. Rồi bao nhiêu anh chị thấy cái hình này mình anh chị hãy comment giúp mình nha. Rồi ok ha. Rồi mình muốn nói với các anh chị vì chúng ta xây dựng cái kênh TikTok làm sao chúng ta có thể khai thác được, thì nó nằm ở cái gọi là cái mô hình nó nằm ở cái mô hình gọi là mô hình thác nước, và cái mô hình này á là công ty cũng đang chỉ cho chúng ta làm, và nếu chúng ta làm đúng cái mô hình thác nước này á thì chúng ta sẽ gặt hái được cái thành công của mình, gặt hái thành công của mình. Các anh chị hình dung là cái thác nước á thì nó ở trên cao,
ở trên cao. Và cái tầng đáy của thác nước á, là chính là cái nơi mà nhận cái giá trị là nước cuối cùng. Thì bây giờ nó cũng giống như là một người đi kiếm tiền trong xã hội này vậy đó anh chị. Là suốt ngày á, là chúng ta chỉ mong là chúng ta hứng nước ở dưới tầng đáy. Nhưng mà chúng ta không hiểu một điều, nước nó có nhiều hay không á, nó không có quyết định bởi cái chỗ cái tầng đáy đó. Mà nước nó có nhiều hay không á, nó được quyết định ở trên cái tầng trên cao nhất của thác nước các anh chị. Và các anh chị biết cái tầng trên cao nhất của thác nước là gì không ạ? À, bao nhiêu anh chị biết tầng trên cao nhất của thác nước là mình có thể chat ạ? Cái tầng trên cao nhất của thác nước ở đây là gì? Cái tầng trên cao nhất của thác nước chính là cái giá trị của bản thân của mình. Đúng rồi, tức là nó là bản thân mình, nó là anh chị ghi là bản thân của mình, nó là bản thân của anh chị. Bản thân của anh chị là bao gồm cái câu chuyện thành công của anh chị, bao gồm tri thức của anh chị, bao gồm kiến thức của anh chị. Đó là tầng đầu tiên. Vậy thì để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề là tầng đáy có nhiều nước, thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề nào ạ? Cái gốc rễ là bản thân mình có nhiều cái kiến thức hay không, có nhiều cái giá trị hay không. Chúng ta phải giải quyết được cái vấn đề đó. Cũng giống như là có rất là nhiều người suốt ngày mình trèo lên một cái cây, mình cứ muốn hái trái, hái trái, hái trái. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều là chúng ta quên bồi dưỡng cái gốc rễ của nó, là nó phải có phân bón này nọ nó mới có trái, đúng không các anh chị? Ta trèo lên cái cây chúng ta cứ giáo giác kiếm trái hoài. Cũng giống như có rất là nhiều người đi đăng bán hàng suốt ngày, là có nghĩa là mình đang muốn kiếm tiền, tức là mình đang muốn kiếm cái gì ạ? Mình đang muốn kiếm cái tầng đáy. Nhưng mà mình không phải là một người trao giá trị cho khách hàng. Mình không phải là một cái chuyên gia vì giải quyết một vấn đề gì của khách hàng. Mình không phải là chuyên gia mụn, mình không phải là chuyên gia bao tử, mình không phải là chuyên gia xương khớp. Mình không có cái gì mà cho khách hàng hết, mà mình chỉ muốn nhận thôi. Suốt ngày mình chỉ muốn nhận thôi. Nếu mà các anh chị không tin mình thì có rất nhiều lãnh đạo cứ đăng Facebook mà suốt ngày cứ đăng Facebook bán hàng. Và cuối cùng cái kênh Facebook nó gần như chết luôn. Không có còn ai liên hệ hết. Lúc đầu có thể có một vài cái người mà đã từng làm Amway rồi người ta bỏ, đã từng không làm nữa thì người ta vẫn liên hệ để mua hàng. Nhưng đến một lúc đó, khi mình thấy mình đăng lên là người ta biết là mình sắp kiếm tiền của người ta rồi đó. Cái sự liên hệ nó rất là ít nữa, hầu như là không còn nữa luôn các anh chị. Tại vì sao? Tại vì các anh chị chỉ muốn hứng nước ở dưới thôi. Nhưng mà anh chị quên là cái bản chất là ở dưới nó có nước hay không, là nó phải nằm ở trên đỉnh thác nó có nước hay không. Mà đỉnh thác là cái gì ạ? Đỉnh thác chính là giá trị của bản thân mình. Đỉnh thác chính là cái bản thân mình đó. Cái bản thân mình, cái tri thức của mình, cái kiến thức của mình đó, là cái đỉnh thác cả nhà. Còn cái đáy thác chính là cái mình sẽ thu hoạch, đúng không ạ? Vậy thì cái cốt lõi ở đây là gì ạ? Chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta phải làm sao các anh chị? Đó là chúng ta phải phát triển bản thân đó. Dùng một cái câu mình rất thích, đó là di tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chúng ta phải phát triển bản thân. Nếu chúng ta không phát triển bản thân mình thì cái vấn đề là ở dưới chúng ta không có thể nào mà có được cái thu hoạch đâu anh chị ơi. Chúng ta không thể nào có thu hoạch được đâu. Cho nên phải là phát triển bản thân của mình. Đúng không cả nhà? Bao nhiêu anh chị đồng ý là chúng ta phải phát triển bản thân ạ? Phát triển bản thân, right? Phát triển bản thân, học hỏi nhiều hơn, học tập nhiều hơn, nghiên cứu sâu hơn về cái mình muốn trở thành. Mình chuyên gia hơn, phát triển bản thân. Rồi, sau khi mình phát triển bản thân rồi thì mình có một lượng kiến thức về một cái mảng nào đó. Ví dụ như mình chuyên gia về tóc, chuyên gia về da, chuyên gia về làm đẹp, chuyên gia về tăng chiều cao, chuyên gia về xương khớp, chuyên gia về spa, rồi mình chuyên gia về nấu ăn, đó, mình có kiến thức về nấu ăn. Mình phải nói cho người ta biết những điều mà người ta không biết, đó mới có giá trị các anh chị. Tại vì đơn giản mình học nhiều hơn người ta, cho nên có thể nói xã hội này là người ta có thể kiếm tiền dựa trên những cái người ta biết mà mình không biết các anh chị. Mình cũng vậy, mình có thể kiếm được tiền dựa trên những cái mình biết mà người ta không biết, ngược lại là như thế. Và cái tầng tiếp theo là cái tầng đầu tiên là cái đỉnh thác, xong rồi đến tầng 1, tầng 2 rồi mới tới tầng đáy nha anh chị. Vậy thì cái tầng 1 của thác này là gì ạ? Đó là giá trị, là những cái kiến thức mà các anh chị học được, anh chị có đóng gói nó thành những cái video nhỏ hay không. Anh chị ghi đi, đó là cái giá trị, tức là mình phải đóng gói những cái món quà mình gửi cho người ta, mình đóng gói thành những cái video nhỏ hoặc là thành những cái ebook nhỏ. Còn bây giờ chúng ta đang học TikTok á, thì nó sẽ thành những cái video nhỏ từ 15 giây tới 1 phút, là mình đóng gói những cái hiểu biết của mình, đóng gói những cái kiến thức của mình lại. Anh chị ghi đi ạ. Cái tầng tiếp theo là số 2, đó là đóng gói. Đầu tiên số 1 là bản thân, số 2 là đóng gói cái giá trị đó lại. Đóng gói cái giá trị đó lại. Anh chị còn nghe mình nói rõ đúng không? Anh chị phải đóng gói cái giá trị, đúng rồi, đóng gói giá trị bản thân, tức là đóng gói cái kiến thức lại. Ví dụ đóng gói kiến thức lại, ví dụ hôm nay mình nói rằng là
Hôm nay mình nói rằng là có ba vấn đề về canxi mà nhiều người không biết. Thì mình biết, nhiều người không biết thì mình chia sẻ. Trong vòng 15 giây đến 60 giây là xong. Đóng gói kiến thức thành những cái video ngắn. Các anh chị ghi là đóng gói kiến thức thành những video ngắn. Đó là cái giá trị mà anh chị trao đi đó. Rồi, và vấn đề thứ ba là gì? Cái tầng tiếp theo á là sao? Mình phải tập hợp tất cả những người đó lại thành một cộng đồng. Chị ơi, em quay sẽ dạy chúng ta tạo ra những cái group Facebook, những cái group Zalo để mình đổ hết tất cả những người đó vào cái nơi đó, thì gọi là cái ao hoặc là gọi là cái cộng đồng để mình chăm sóc thêm. Vậy chuyển thành từ online sang offline. Ví dụ như cộng đồng yêu thích nấu ăn, họ vô đó hết rồi. Sau đó chuyện gì xảy ra? Sau đó mình offline một buổi nấu ăn, mình mời họ. Thì đó chính là những cái thành viên cộng đồng mới của chúng ta, là những sản phẩm hoặc là làm biến tướng của chúng ta đó các chị. Vì cái việc tạo ra cái cộng đồng để chuyển từ những cái kiến thức, những cái giá trị mình cho vào cộng đồng đó từ TikTok cũng rất là dễ. Tại vì TikTok sẽ cho phép mình làm một cái đường link. TikTok sẽ cho phép mình làm một cái đường link để mà dẫn khách hàng tới các chị. À, dẫn khách hàng tới đó, dẫn khách hàng tới cái group của mình, hoặc dẫn khách hàng tới kênh của mình ở một cái nơi khác. Đó, cho nên đây là một cái điều tuyệt vời các anh chị nha. Các anh chị chờ mình một xíu, mình chặt pin cái nha anh chị. Rồi, vậy thì chúng ta hình dung là chúng ta sẽ hình dung là khi mà chúng ta đã có tạo ra được cái cộng đồng, thì nó cái này cộng đồng này á, nó gọi là group Zalo hay là group Facebook. Đó, thì công ty vừa rồi cũng dạy chúng ta tạo cái group Facebook rồi. Đó, thì để chúng ta trao cái kiến thức tiếp tục cho cộng đồng này, và chúng ta sẽ offline với cộng đồng này, hoặc là chúng ta cho những cái giá trị khác, thì từ lúc đó chúng ta mới chuyển đổi thành là khách hàng hoặc là thành F1 của chúng ta các chị. Và cuối cùng nó sẽ ra cái gì ạ? Anh chị comment số 4 á, là tầng đáy. Tầng đáy nó sẽ ra gì ạ? Tầng đáy nó sẽ ra tài chính. Vậy các chị đã hiểu cái công thức vận hành của cái thương hiệu của mình chưa ạ? Chị đã hiểu cái công thức vận hành của chúng ta chưa ạ? Tầng 4 chính là tài chính. Đó, hiểu. Nếu chúng ta hiểu rồi, chúng ta vận hành rất dễ. Chúng ta phải ghi lại một cách rõ ràng, chi tiết để chúng ta vận hành cho nó dễ, đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi, mình show lại cái màn hình của slide nha. Show lại màn hình của slide cả nhà. Rồi. Rồi, cả nhà có thấy màn hình của slide ngay chỗ mô hình thác nước không ạ? Nó bị ẩn cái hình này đi, cho nên mình phải khi nó bị ẩn đi cho mình phải cố gắng là tìm một cái khác để mà hướng dẫn cho mọi người đấy. Rồi, ok. Và các anh chị biết không, một cái điều tuyệt vời là điều thứ tiếp theo là how to do. How to do là xây dựng cái kênh TikTok làm như thế nào cho đúng nhất. Xây dựng kênh TikTok là làm như thế nào cho đúng nhất. Và lúc nãy là why, là tại sao rồi. Còn bây giờ là how, chúng ta sẽ xây dựng như thế nào cho đúng nhất. Thì cái kênh TikTok này á, là đúng nghĩa chúng ta làm 3S từ tâm luôn nha cả nhà. Tại sao? Cái đây lại làm 3S từ tâm. Tại vì khi chúng ta xây dựng cái TikTok này, chúng ta có một cơ hội là nhờ cái con robot của TikTok mà nó giúp cho chúng ta là remarketing rất nhiều lần, và khách hàng coi cái video của mình rất nhiều lần. Thì vô tình á, nó sẽ giúp cho chúng ta là chăm sóc khách hàng luôn các anh chị. Người ta luôn luôn nhìn thấy mình, người ta luôn luôn nhớ tới mình. Đó, thì những cái video ban đầu á, là những video các anh chị trao giá trị. Còn những video phía sau các anh chị dài hơn là để các anh chị chăm sóc cái fan của chị, chăm sóc khách hàng của anh chị, chăm sóc những người mà mến mộ mình. Đó, chăm sóc những người mà yêu cái kiến thức, cái giá trị mà mình chia sẻ đó các anh chị. Rồi, làm còn một cái điều nữa tiếp theo. Vậy thì how to do là làm thế nào cho đúng. Có rất là nhiều người đã làm kênh TikTok nhưng mà đã chết rồi. Và các anh chị phải gửi kênh của anh chị vô nhóm để mà các chuyên gia nó khám dùng, các bạn khám dùng là coi cái kênh các anh chị là có bị hư không. Nếu như nó đã hư rồi, nó chết rồi, nó thành cái tài khoản zombie rồi, thì mình bỏ đi, mình để dành nó làm cái kênh phụ để tương tác thôi. Mình chơi tẹt ga với nó, mình cứ rồi là theo trend, rồi mình cứ hát nhép, rồi mình cứ quẩy cho tẹt ga đi. Cái gì vui nhất mình làm thì coi như là cái kênh đó là kênh để chơi luôn, là coi như bỏ để dành tương tác cho cái kênh chính. Còn đã xây dựng cái kênh chính là nó phải đặc biệt như thế này, là nó phải thống nhất một chủ đề duy nhất thì nó mới trở thành cái kênh chuyên gia được. Thống nhất một chủ đề duy nhất, ví dụ như nói về sức khỏe là chỉ có sức khỏe không, nói về chiều cao là chiều cao không, nói về giảm cân là giảm cân không, nói về da là da không, nấu ăn là nấu ăn không. Anh chị phải thứ nhất là thống nhất chủ đề, thứ hai là thống nhất về nội dung, thứ ba là thống nhất về thiết kế. Thiết kế có nghĩa là cảnh bìa rất quan trọng.
nó phải thống nhất với nhau để mọi người nhìn thấy được cái sự đồng bộ của cái kênh đó, thì TikTok nó tự động nó đánh giá đó là chuyên gia và tự động cái kênh đó sớm muộn gì cũng nổ, sớm muộn gì cũng lên các anh chị. Khi mà cái lượt view nó ngấp nghé từ 900 tới 1000 là nó chuẩn bị nổ rồi, chỉ cần có vài cái video đặc sắc hơn một chút là nổ, mà nổ một video là nổ nguyên cái kênh đó, các anh chị nhớ điều đó. Và cái điều nữa mà chúng ta làm là không được nản, tức là chúng ta phải kiên trì tới cùng, chúng ta phải làm cho mình từ 50 đến 100 video thì mới đạt được cái hiệu quả, à, mới chúng ta mới thấy được cái kết quả, chứ không phải chúng ta làm 1-2 video chúng ta thấy kết quả, không có thấy đâu nha anh chị. Phải làm từ 50 đến 100 video, ai may mắn thì những cái video đầu tiên nó đã lên rồi, còn không may mắn thì cũng chỉ là video vài chục và là nó đã lên rồi. Còn mình nói 50 đến 100 là mình nói dự phòng thôi nha cả nhà. Dạ. Và còn một việc cực kỳ quan trọng nữa khi chúng ta làm đúng là chúng ta là đang đi trao giá trị, trao những gì mà bản thân mình có cho cộng đồng, cho xã hội. Và nếu như mình cảm thấy giá trị mình còn ít thì bắt buộc mình phải tự động nâng cấp bản thân mình phải học thêm về một chủ đề nào đó. Đó, chủ đề nào đó các anh chị nhé. Học thêm cái chủ đề mà chúng ta đang đi. Rồi đặc biệt nữa là mình đi đúng cái ikigai của mình. Khi các anh chị đi đúng cái ikigai của mình, các anh chị sẽ tìm thấy được cái niềm vui rất lớn trong công việc và cũng như trong cuộc sống để mà các anh chị duy trì cái việc các anh chị làm cái kênh TikTok này. Còn nếu chúng ta không đi đúng cái ikigai của mình thì không được. Ví dụ như mình đang là người rất yêu thích về văn hóa làm doanh nghiệp và mình rất yêu thích những cái lời dạy của thầy cô. Cho nên đó là cái kênh của mình đó, là cái kênh mà giống như để lại một cái di sản cho xã hội. À, để cái di sản cho tuyến dưới vậy đó, là mình sưu tập và chia sẻ tất cả những cái lời dạy của thầy cô ở đó, à, để đó và nó trở thành một cái nơi để học tập. Và vô tình có rất là nhiều người ở bên ngoài họ cũng rất là muốn học tập, cho nên người ta cũng cũng vào cái kênh này rất là nhiều đó. Cho nên là đó là lý do tại sao mà cái lượng theo dõi rất là lớn là như vậy các anh chị đó, các chị hình dung không đó. Tại vì đi đúng cái gai và cái điều đó làm cho mình yêu thích nhất. Cái điều đó làm cho cái động lực mình mỗi ngày, mỗi làm, mỗi ngày, mỗi làm, mỗi ngày, mỗi làm. À, vậy các anh chị đã hiểu thế nào là mình xây đúng kênh chưa? Các anh chị đổi chủ đề liên tục là anh chị chết. Đổi chủ đề liên tục là cái kênh đó từ đầu mới ra video đầu tiên thì nó đã lên được á, là đâu đó gần 1.000 rồi. 1.000 người xem, nó sẽ đề xuất cơ bản nhất sẽ từ 100 cho đến 500. Sau đó nó sẽ lên đến mức gần 1.000 luôn. Nhưng mà khi anh chị đăng lộn xộn là tự động nó rớt. À, tự động nó rớt và thành ra là cái tài khoản đó thành tài khoản ma gọi là tài khoản zombie, à, không còn tác dụng nữa chị nhé. Rồi ok anh chị, à, ok và đây là kết quả, à, kết quả là từ ngày 20, à, nhưng mà ở đây á, là phải nói một điều là từ ngày 28 đó, nhưng mà sau này thì mới bùng nổ. Ở lúc mà mình gặp các bạn ở đây á, là hầu như á, chỉ có một mình bạn Hải là bắt đầu có TikTok thôi. Và lúc đó bạn Hải á, là đã phát triển được 30.000 follow rồi, các chị 30.000 follow rồi. Nhưng mà khi mà bắt đầu khởi động cái chiến dịch này lại thì bạn Hải từ 30.000 follow bạn tăng lên 122.000 follow. Có nghĩa là riêng bạn Hải là tăng là 90.000 follow, 90.000 người theo dõi. Còn bạn Nghĩa là từ con số 0 các chị nhưng mà lên là 5.600 người follow. Và chú Trương á, cái thời điểm mình chụp cái hình này đưa lên đây á, là mình làm cái thời điểm này là mình làm cái slide này là buổi sáng nha anh chị, hồi sáng nay là chú Trương là 16.000 người follow, nhưng mà tới bây giờ này thì chú Trương đã 26.000 người, không biết bây giờ nó lên 30.000 chưa, mình chưa biết luôn. Và chú Trương là người gọi là có cái năm sinh nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng mà tốc độ làm là cực kỳ chăm chỉ. Và mình chỉ vô tình là mình gặp chú thì mình chỉ nói với chú một cái nhỏ thôi là chú Trương ơi, chú kiến thức về dinh dưỡng nhiều đó, chú nên làm TikTok nha. Thì lúc đó cô Thủy nói ừ con kêu chú Trương làm đi, cô từ từ cô làm sao. Thì cô Thủy rất là hay, là cô Thủy rất quyết đoán và cô Thủy xúi chú Trương làm. Và chú Trương lúc này cũng đang rảnh thì cũng có việc gì để làm thì cứ nghe lời mình thì làm thôi. Và lúc đó chú Trương làm và chú Trương làm trước mình luôn. Tại vì mình vừa làm mà vừa nghiên cứu. Còn chú Trương là chỉ biết nghe lời và làm theo thôi. Cho nên thầy cô rất là hay ở chỗ nè. Thầy cô rất là hay ở chỗ là nghe và làm theo thì mất 2 năm thành công. Mà đợi nghe hiểu mới làm thì mất 20 năm mới thành công. Cả nhà mình muốn là nghe xong rồi làm luôn ha, đợi nghe hiểu mới làm ạ. Đúng rồi, chúng ta nghe xong chúng ta làm luôn mất 2 năm thành công, mà nghe hiểu mới làm chúng ta mất 20 năm thành công. Và lúc này chú Trương xuất sắc, chú Trương làm luôn các anh chị, nghe làm luôn, chứ đợi hiểu thì mất tới 20 năm, còn nghe làm luôn thì quá tuyệt vời. Và hiện nay á, thì có hai cái nhóm làm TikTok rất là giỏi của công ty chúng ta. Một là cái nhóm của bạn Đặng Trọng Nghĩa, là của hệ thống Rado 3S là rất xuất sắc. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm của chúng ta các chị, nhóm Rosumer rất là kinh điển. Lên TikTok là thấy toàn Rosumer không, rất là kinh điển. Và sau 100 mấy chục người này học ra một cái nữa, thêm 100 mấy chục kênh nữa, mà mỗi người mình chơi 2 kênh nữa thì thôi đó, nó ra tới là 300 kênh nữa thì thôi mình lên TikTok mình chắc
chỉ thấy rồi xong mờ không quá chứ không thấy người lạ luôn á. Thì đó là thế giới TikTok là của chúng ta đúng không ạ? Ok, rất là kinh khủng. Và cái bạn 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 Thu Sương này là mình rất ngưỡng mộ bạn. Bạn làm rất nhiều video. Nhưng mà cái lượng follow của bạn mới có vài chục người hoặc vài trăm người thôi các cả nhà. Nhưng mà bạn nổ đúng một video lên 1 triệu view, cái lên 9.000 luôn. Và bây giờ chắc thời điểm này mình chụp là lâu rồi, bây giờ chắc 10.000 hơn rồi quá, mình không biết. Tony cũng chưa bao giờ làm TikTok nhưng cuối cùng làm một cái là gần 5.000 rồi và bây giờ đã có thêm mấy kênh rồi. Và bạn Hải là tuyệt vời, tuyệt vời. Là từ 30.000 bạn đùng một cái bạn lên tới 122.000. Rồi, bây giờ mình muốn mời một số bạn ở đây sẽ chia sẻ cảm nhận chút xíu nha cả nhà. Đầu tiên bạn nào chia sẻ được bạn comment giúp anh nha, tại vì anh có nhờ rồi đó. Bạn nào có thể chia sẻ được thì bạn comment giúp anh nha. Ok, em chia sẻ trước. Rồi Giang ha, rồi xin mời Giang. Giang, ok, Giang rất tuyệt vời. Ở đây anh có cái kênh của Giang lên đây chưa? Chưa phải không? Giang có thể show điện thoại. Giang có thể show điện thoại của em có thể share màn hình là em share cái kênh của em lên cho mọi người coi. Ok rồi, xin chào tất cả các anh chị. Rất là vui ngày hôm nay lại được học tập tiếp tục đúng không ạ? Học tập tiếp tục những cái kiến thức từ lãnh đạo anh Trương Văn Bình về những cái nền tảng và rất là biết ơn anh Bình luôn. Giang là một trong những cái người cũng mới tập tành vào cái chơi TikTok. Mặc dù trước đây Giang đã từng chơi với công ty rất là nhiều rồi, nhưng mà chơi với công ty là để nhận quà của công ty, nhưng cũng không có hiểu được rằng là cái thuật toán của TikTok nó như thế nào, rồi làm như thế nào để mình có thể là phát triển được cái công việc kinh doanh của mình dựa trên cái nền tảng TikTok. Và từ khi mà gặp anh Bình, giống như nãy anh Bình có nói là anh Bình tổ chức một cái khóa học đầu tiên, thì có rất là nhiều các anh chị rất là ít quan tâm, tại vì nghĩ đây là một cái gì đó nó không phải thuộc về của mình, không có phù hợp với kinh doanh hoặc là cái gì đó. Nói chung là khi anh Bình phát động ra thì rất là ít người, nhưng mà Giang thì là cái người rất là khát khao để mà được học tập. Tức như là mình học tất cả mọi thứ, cái gì cảm thấy hay thì mình sẽ học. Và khi anh Bình ảnh đã nói thì ảnh đã có một cái tầm nhìn gì đó với cái TikTok thì ảnh mới muốn chia sẻ cho mọi người. Thì lúc đó là Giang là cái người học trò đầu tiên của anh Bình, và lên tận cái chỗ của anh Bình kêu là anh Bình phải chỉ cho em này nọ. Lúc đó là chưa biết cái gì luôn. Mặc dù đã có một cái kênh TikTok cũng cần 1.000 người ở bên kia, nhưng mà mình làm không có đúng á. Mình không có hiểu, và mình không có ra được một cái giá trị cũng như là một cái gì phù hợp cho cái công việc kinh doanh của mình hết. Nó chỉ là kênh giải trí để chơi thôi. Nhưng mà khi mà được anh Bình định hướng lại cho Giang á, thì lúc này Giang mới bắt đầu lại đi xây dựng với lại cái nhân hiệu của mình. Thì khi mà trước đó thì Giang đã có từng học cái lớp nhân hiệu của thầy Tình, cô Thủy, chú Trương tổ chức ra rồi. Thì từ cái lớp học nhân hiệu là Giang đã tìm ra được cái Ikigai của mình. Và lúc này Giang chọn cái nhân hiệu của mình là Nữ Hoàng Trị Mụn. Thì khi mà anh Bình định hướng lại là em làm cái kênh TikTok đi, em làm cái kênh này đi để mà thu hút cái data về, thu hút cái cộng đồng về. Thì lúc này Hà Giang mới bắt đầu xây dựng. Nói chung là giống như anh Bình này nói chú Trương vậy đó, lãnh đạo nói gì thì tin tưởng, nghe lời làm theo thôi, chứ cũng không có phải đặt câu hỏi là tại sao em phải làm cái này làm cái kia gì hết. Thì lúc này Giang mới bắt đầu làm. Thì Giang đã có hai cái kênh. Trước khi làm thì Giang đã có cái kênh kia cũng lên có rất là nhiều cái video nổ kênh, thì lên 70 mấy, gần cả trăm cái 100.000 video, cái lượt view. Nhưng mà khi đó Giang trong cái quá trình mà thực chiến 14 ngày á, ở đây thì Giang cũng biết ơn anh Bình và biết ơn anh Tony là cái người rủ Giang đầu tiên, mặc dù anh Tony cũng chưa biết gì, nhưng mà anh Tony nghe anh Nghĩa chia sẻ thì anh Tony có rủ Giang. Thì Giang có lúc đầu thì Giang cũng hơi hoang mang là tại vì mình chưa có làm được gì nên là cũng không có muốn là đấu đá gì trong đó chứ. Nhưng mà khi mà không biết sao đủ duyên thì anh Tony lại rủ những cái bạn khác, có Hải nè, rồi có chị My, có Như, rồi có anh Kiên. Thì mọi người vô thì rồi tự nhiên lôi mình vô lớp group luôn. Thì lúc này thì bắt đầu cùng với team chạy 14 ngày, những cái chiến binh thực chiến 14 ngày. Thì qua 14 ngày đó thì mình học được rất là nhiều thứ, từ những cái kiến thức anh Bình đã trao cho mình từ cái nền tảng xong. Và lúc này thì Giang bắt đầu là thực chiến với tất cả các anh chị. Thì ở đó có Hải và có chị Như, có Như, có chị My đã có rất là nhiều kinh nghiệm, và anh Tony. Thì được mọi người chia sẻ dẫn dắt. Thì lúc này Giang học ra rất là nhiều thứ, làm sao cho một
để có được một cái kênh chuẩn, làm sao để có thêm được một cái kênh mà có thể là lên cái lượt follow và lên những cái video triệu view, làm sao để mình có thể là trao được cái giá trị và mình thu hút cái lượng data khách hàng đã về. Thì lúc này Giang bắt đầu là xây dựng, bắt đầu hành động thôi. Nói chung là không có ngại gì về cái việc là tôi làm cái này tôi có được cái gì không, chưa nghĩ tới điều đó, nhưng mà cứ nghĩ là ngày hôm nay tôi muốn đạt được một cái gì đó thì tôi bắt đầu phải hành động. Thì lúc này Giang bắt đầu hành động và Giang tập làm những cái video. Lúc đầu thì làm những cái video trước cũng nhìn cũng hài lắm, ai cũng vậy các anh chị, nên là các anh chị hãy mạnh dạn lên. Anh chị nào mà chưa có từng ngồi trước ống kính hoặc là chưa có quay video, chưa làm cái gì cả, thì các anh chị cứ hãy mạnh dạn lên. Giang cũng y chang vậy thôi, lúc đầu quay những cái video ngồi nói cũng lắp bắp, quay một cái video thì cả 50 cái mới lọc được một cái, nhưng mà Hà kiên trì tới cùng rồi cũng sẽ thành công các anh chị. Kiên trì tới cùng rồi sẽ thành công. Nên là các anh chị hãy kiên trì. Và muốn kiên trì thì hãy có những cái bước chân đầu tiên. Tức là mình phải hành động, mình phải làm thì nó mới có được cái kết quả. Và nhiều người thấy được cái kết quả này của Giang ở trên hình, thì đó là cái kênh thứ hai. Giang đã đập bắn mất một kênh rồi. Thì cái kênh này là cái kênh thứ hai. Thì để có được cái kết quả này thì mọi người ai cũng chúc mừng, ai cũng này nọ hết, nhưng mà không có biết quá trình trước đó mình đã trải qua như thế nào. Nên là hy vọng rằng là ngày hôm nay, sau cái phần ngày hôm nay, thì Giang tin chắc rằng là 150 mấy anh chị ở đây chắc chắn là mình sẽ có động lực rất là lớn để mình có thể là làm. Tại vì Giang là một cái người chưa biết gì về TikTok, không có hiểu thuật toán là cái gì hết, không dám ngồi trước ống kính luôn, nhưng mà Giang cũng làm được. Ngày hôm nay Giang làm được một cái kênh này của Giang á, là từ hôm bữa chỉ có 3 ngày thôi là Giang đã lên 10 mấy ngàn follow rồi. Nên là có những cái video, có một cái video nó lên là 14 triệu view. Thì đó là những cái mà mình nghĩ là cũng là một cái sự nỗ lực của mình, chịu học tập, chịu học hỏi và chịu hành động. Thì nó mới ra kết quả như vậy. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay các anh chị sẽ được học rất là nhiều các cái kinh nghiệm từ những anh chị khác, cũng như là cái nền tảng từ lãnh đạo anh Trương Văn Bình chia sẻ. Thì chắc chắn rằng là tất cả các anh chị ở đây ai cũng làm được. Và Giang nghĩ rằng là tất cả các anh chị ở đây ai cũng có cái kỹ năng tốt hơn Giang, ai cũng có kiến thức rồi, nền tảng sẵn hết rồi, chỉ có cái việc là chúng ta hành động và mở máy lên, mình quay một cái video. Mà TikTok thì là một cái nền tảng rất là dễ. Tại vì sao? Tại vì quay nó chỉ có 30 giây thôi mà mình còn không dám nói, thì Giang nói thiệt là các anh chị không có làm được cái gì hết. Tại vì sao? Mình ngồi mình nói có 30 giây, hoặc là có thể các anh chị không nói giống Giang mà ngồi trường cái mặt ra giống vậy, thì các anh chị cũng có thể lồng tiếng và ghi âm cũng được. Nhưng mà ngày hôm nay mình chịu hành động thì chắc chắn nó sẽ có kết quả. Và bây giờ thì cái kênh của Giang có rất là nhiều các anh chị inbox tư vấn mụn này nọ, rất là nhiều thứ, nhưng mà mình không có kịp trả lời luôn. Nhưng mà Giang vẫn chưa có muốn làm, ngày hôm nay mình chưa có muốn bán hàng ở trên này. Tại vì Giang đang muốn cho đi giá trị nhiều hơn. Tại vì khi cho đi giá trị ra xong rồi thì chắc chắn rằng là lúc này các anh chị sẽ thu về rất là nhiều. Thì tí nữa có bạn Hải ở trong này là cái người đã làm được cái điều đó rất là tốt luôn. Thì tí nữa bạn Hải sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị những cái kinh nghiệm về làm sao để các anh chị thu hút cái data đó về và các anh chị bán hàng. Và bạn Hải Giang, chúc mừng. Giang kéo lên cho mọi người xem cái lượt view của cái video của em á nha Giang. Rồi kéo xíu lên. Em không có mở TikTok mà em mở cái hình thôi đúng không? Rồi được rồi. Ok, vậy đúng rồi em. Ok. Đúng rồi. Rồi, vậy anh mời người tiếp theo nha. Anh mời người tiếp theo, bạn nào chia sẻ được bạn chat cho anh cái đi, anh sẽ mở cái anh mở cho anh Tony anh. Mở cho okay. Anh Tony. Ok. Tony ơi, Tony nghe rõ không em? Rồi, anh cấp co-host cho Tony rồi đó. Tony sẽ chia sẻ cho mọi người một chút nha. Rồi, anh mời Tony. Hello, Tony nghe rõ không em? Dạ, em nghe rõ anh. Rồi, ok. Tony có thể chia sẻ cái kênh của em lên và chia sẻ cho mọi người thấy là cái khởi động ban đầu của em như thế nào? Dạ. Alo. Em đang kiếm okay, chỗ okay. Xe đây. Ok, cưng. Ok, ở dưới cuối cùng. Rồi. Đâu rồi ta? Rồi, cả nhà chào Tony đi. Cả nhà chào Tony đi. Một trong những cái người truyền động lực rất lớn cho cả team để mà làm đó cả nhà. Sau này Tony sẽ là những cái người mà chia sẻ cho các khóa tiếp theo đấy. Tony tuyệt vời lắm. Cả nhà tuyệt vời lắm. Rồi, không biết là anh Bình có thấy không ạ? Rồi, anh thấy rồi cưng. Rồi, ok. Đầu tiên thì cho phép Tony được gửi lời chào đến tất cả các cô chú các anh chị mình đang có mặt trong phòng họp Zoom ngày hôm nay.
cho nó full luôn, cho nó full lên luôn Tony. Full, dạ. Bấm vô cái nút full đó, đúng rồi. Rồi, thấy sẽ rõ hơn. Rồi. Ok. Đầu tiên thì Tony xin cảm ơn gọi là tất cả các anh chị. Đầu tiên là anh Bình. Anh Bình là cái người mà truyền cảm hứng để mà Tony có thể là xây dựng cái TikTok, thì giống như rất là nhiều bạn khác. Như là nãy Trà Giang có chia sẻ thì Trà Giang cũng đã làm kênh TikTok một thời gian rồi, chơi TikTok với công ty rồi. Còn Tony đó là một người gọi là hoàn toàn không biết gì về TikTok luôn, chưa bao giờ mình làm một cái clip gì mà về TikTok cả. Nhưng mà khi mà anh Bình chia sẻ và anh Bình động viên rất là nhiều lần thì mình cũng quyết định là mình làm kênh TikTok. Bởi vì sau cái phần chia sẻ của anh Bình thì anh Bình có chia sẻ về cái tiềm năng của gọi là cái việc mà phát triển cái mạng xã hội là trên TikTok. Thì Tony thấy được cái tiềm năng của nó cho nên mình cũng mới bắt đầu. Và cho tới ngày hôm nay thì mình cũng có được những cái thành tích cũng nhất định mà bản thân của mình cũng khá là hài lòng. Và đây là cái kênh gọi là cái kênh thứ hai của Tony. Kênh đầu tiên thì kênh về tư duy tài chính. Kênh này là kênh về vấn đề về giảm cân. Thì cái kênh này Tony đã xây được khoảng vài ngày. Vài ngày thì nó cũng lên được một cái lượt view cũng khá là tốt. Và mình cảm thấy rất là vui khi mình chia sẻ được những cái giá trị và giúp đỡ cho mọi người. Thì cái phần ngày hôm nay á, là anh Bình có nhờ Tony chia sẻ, đó chính là cái khi mà mình tuân thủ theo một cái format. Tại vì có rất là nhiều người, và bản thân của Tony cũng giống như vậy, khi mà mình làm những cái clip đầu tiên á, thì chắc chắn là cái lượt view của mình nó sẽ rất là thấp. Và đôi khi mình sẽ suy nghĩ là không biết là mình có đi đúng hướng hay không, rồi mình suy nghĩ là mình có nên kiên trì hay không, và cũng đôi khi mình cũng muốn đập cái kênh để mình có thể xây lại. Tuy nhiên á, là cái gì cũng vậy, có nghĩa là những cái thời gian đầu á, thì nó có thể là hơi vất vả, hoặc là những cái thời gian đầu là mình chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên là chắc chắn là cái lượt view của mình nó sẽ không cao. Và sau khoảng vài ngày thì như các anh chị thấy ở trên màn hình đó, thì cái lượt view cũng có một số cái clip lên được là lên xu hướng là cũng trên 10k view trở lên. Đó là cái thành quả của cái sự kiên trì. Và mình nên thống nhất cho mình một cái nội dung ngay từ ban đầu. Tại vì cái thuật toán của TikTok á, theo Tony được tìm hiểu á, thì cái việc mà để cho con gọi là để cho mình có thể lên xu hướng á, thì cái việc quan trọng nhất á, là mình cần phải xác định ngay từ đầu, đó là mình là ai và mình làm được cái chủ đề gì. Và cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa, đó là cái nội dung của mình á, nó chia sẻ nó phải phù hợp với cái sở trường, cũng như là cái nội dung và cái tên của mình đặt ngay từ ban đầu, và mình cứ chia sẻ xuyên suốt giống như vậy. Thì lúc này á, thì con robot á, nó sẽ nhận diện được các anh chị, đó là các anh chị là ai, các anh chị đang làm về lĩnh vực gì, và các anh chị đang chia sẻ về nội dung gì. Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta không thống nhất một cái format ngay từ ban đầu á, chúng ta không đi theo một cái chuyên về cái gì đó ngay từ ban đầu, mà ngày hôm nay mình có thể là làm về cân nặng, ngày hôm sau mình có thể làm về giải trí, ngày hôm sau nữa cái mình làm về cái clip hài, thì cái kênh của mình nó rất là nhiều những cái thông tin, rất là nhiều những cái nội dung. Thì lúc này con robot nó không hiểu là mình chia sẻ về cái nội dung gì và cái chủ đề gì, và nó cũng không biết mình là ai, cho nên lúc này nó sẽ phân bổ rất là lung tung. Và khi mà phân bổ lung tung giống như vậy thì nó không đúng những cái đối tượng mà nó cần và mà mình cần để chia sẻ. Và cái lượt tương tác lúc này sẽ rất là thấp. Và khi mà cái lượt tương tác thấp như vậy á, thì con AI á, nó sẽ hiểu rằng á, là cái kênh này không có giá trị, và cuối cùng nó sẽ bớt cái tương tác của mình. Cho nên cái việc mà mình thống nhất cái nội dung ngay từ ban đầu, và mình kiên trì với cái lập trường đó, mình kiên trì với những cái điều mình chia sẻ đó, thì chắc chắn mình sẽ gặt hái được những cái thành quả ở phía sau đó. Và cái việc của mình á, là mình đừng có suy nghĩ là mình có nên làm tiếp tục nữa hay không, mà mình hãy suy nghĩ làm sao để có thể là gia tăng thêm những cái kiến thức, cho những cái giá trị, làm sao để có thể sáng tạo những cái nội dung thực sự là có giá trị và giúp đỡ được cho nhiều người. Và khi mà mình tập trung vào cái nội dung á, nội dung mình hay á, thì tự động nó sẽ gọi là gì, nó sẽ trao được rất nhiều giá trị cho nhiều người. Và khi mà người ta nhận được những cái giá trị đó, thì người ta tương tác, người ta hỏi, người ta thắc mắc này kia, tất cả mọi thứ, thì lúc này cái lượt view của mình nó sẽ lên, và cái lượt follow của mình chắc chắn nó sẽ lên thôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ bùng nổ cái kênh của mình. Và giá trị chúng ta cho đi ở đây là gì? Đó là giúp đỡ được rất là nhiều người có những cái kiến thức thông qua những cái clip của mình chia sẻ thông qua kênh mình. Và Tony cũng là một cái người gọi là chưa biết gì về TikTok mà Tony cũng có thể làm được. Và tất cả những cái bạn ở trong team gọi là chiến binh 14 ngày á, thì tất cả mọi người đều đạt được những cái thành quả mà gọi là rất hết sức là ấn tượng luôn.
Và bây giờ mình đã có một cái gọi là khóa 14 ngày là khóa 2 rồi. Và tất cả các anh chị mình đã đi được khoảng một nửa đoạn đường rồi. Và cái thành quả mà các anh chị đạt được cũng rất là tuyệt vời luôn, thực sự rất là xuất sắc luôn. Đó là những cái thành quả của team của mình. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một cái hướng đi và mình tạo được cái thương hiệu cá nhân của mình trên TikTok và phục vụ cho cái công việc kinh doanh của mình, đó là công việc kinh doanh cùng với Amway. Và chúc tất cả các anh chị thành công ạ. Ok, anh cảm ơn Tony rất nhiều, và cả nhà dành một tràng số 8 để cảm ơn Tony được không ạ? Tony thì chắc có lẽ là thích số 8 là phát đúng không? Ok. Dạ đúng. Rồi, người tiếp theo thì nhanh, anh cũng không có nhiều thời gian, anh xin mời An My. Và rất cảm ơn An My đã nhận lời chia sẻ ngày hôm nay. Và xin mời An My nhé. An My không? Rồi, xin mời An My nha em nha. Rồi, người tiếp theo là Hải nha em ơi. Hải chuẩn bị chưa Hải? Em chào cả nhà. Em tên là An My và em cũng đã thực chiến với nhóm của anh Tony, Hải, Trà Giang với Như với bạn Kiên cũng 14 ngày và có những cái thành tích là nhất định. Cho nên hôm nay My xin chia sẻ đến cả nhà. Giờ là em share được rồi đúng không anh Bình? Đúng rồi Kiên, đúng rồi. Dạ. Hải ơi, tên của em là gì? Em chat cái Hải ơi. Chat cái anh biết Hải. Chắc kỳ trọng. Trọng Hải xe đó anh. Trọng Hải xe đó anh. Ok cưng. Ủa anh Bình ơi, chia sẻ xong nó ghi chạy trên ứng dụng khác thì mình bấm có phép hả anh Bình? Em bấm vô Zoom luôn. Em bấm vô Zoom luôn. Em bấm vô Zoom. Ok ok. Trọng Hải anh biết rồi ha. Rồi cưng bấm vô Zoom luôn. Hoặc là cưng chia sẻ màn hình đó. Chia sẻ màn hình đó. Rồi xong rồi bấm Zoom luôn là ra. Em bấm chia sẻ màn hình xong em bấm Zoom rồi đó. Đúng rồi. Bấm chia sẻ màn hình xong Zoom xong em vô TikTok của em. Ok. Em mở bình thường. Chưa lên. Bắt đầu lên ha. Ok. Lên rồi cả nhà hãy comment cho An My số 21 ha. An My đang muốn dùng TikTok để lên 21% ha. Chưa thấy chị My ơi. Chưa thấy My ơi, chưa lên. Ủa, em bấm nha anh hướng dẫn rồi ta. Rồi em share lại lần nữa đi. Nếu không anh share cho. Nếu không anh share cho. An My không cần share nhé. Rồi ok anh mở giùm em cái mắt tên anh á. Ok. Rồi anh thấy rồi. Anh thấy mắt tên anh rồi. Ok. Thật ra là My cũng đã làm TikTok với công ty từ năm ngoái và cũng gọi là đu đeo theo để nhận quà, nhưng mà đúng là mình làm không có động lực á, mình làm theo cảm xúc á. Cái mình thấy video của mình hay nhưng mà công ty lại không công nhận, hoặc là do mình không gửi cho công ty cho nên là cũng không được cái công nhận giải kỳ đó, cho nên cũng tụt dốc, cũng không có làm tiếp luôn. Nhưng mà sau này á, mình cũng biết á, là cái TikTok rất là quan trọng, cho nên á, là mình cũng nắm bắt và theo xu hướng. Và từ cái lúc mà trước khi mà Anthony rủ mình tham gia TikTok là mình cũng học ở phía bên ngoài, nhưng mà người ta chỉ cho mình cách làm sao tăng follow. Thì đúng là trong 2 tuần tăng 1.000 follow thiệt, nhưng mà mình làm những cái công cụ như là duet theo người khác, là dùng những cái công cụ là quay dùng cái clip của người khác, nhưng mà kênh đó lại không tạo ra giá trị. Thì sau này anh Bình mới kêu gọi là hãy tạo ra giá trị và làm theo Ikigai của mình. Thì mình đã tham gia cái đội nhóm của Anthony và có rất là nhiều thành quả. Và ban đầu là mình quay clip là ví dụ như mình không có được thần thái cho lắm thì đội nhóm sẽ góp ý về cái cách nhìn làm sao, cách nói làm sao, nội dung như thế nào, sao mà giữ được khách hàng trong 5 giây đó. Thì mọi người trong nhóm của My á, là nhóm 6 người á, là bàn về cái đó luôn, bàn về cái nội dung của mỗi người, góp ý với nhau cái nội dung từng người luôn, cho nên tất cả mọi người đều lên cùng lúc. Chứ không phải là mạnh ai người ấy lo cái của mình, mà mình còn theo dõi trên người khác. Rồi thậm chí là gian là tụt xuống rồi gian lên, mọi người cũng bay vô xúm lại phân tích sao mà cái đó gian lên, sao cái đó gian xuống. Hoặc là ví dụ như My hay là Như đi lướt những cái TikTok khác cho TikTok khác mà nó liên quan tới nội dung của cái bạn trong nhóm mình, thì mình cũng chụp kêu là cái nội dung này phù hợp với bạn nè, bạn bắt chước đi. Thì mỗi người đều có thể là làm theo cái cách của mình, nhưng mà
đúng như anh Bình nói là mình phải làm theo ikigai của mình. Thật ra My cũng đọc 5 kênh rồi á, cái kênh này, cái kênh thứ 6, và cái kênh này là cái kênh My thích, là cái ikigai của mình, là mình làm như vậy là mình có động lực nè, mình có động lực học hỏi mà nó còn giúp được mình sau này nữa, mình nghĩ sẽ giúp được mình sau này, cho đến khi là công ty nêu ra cái trò chơi ấy, thì mình thấy à trước giờ mình đi đúng hướng rồi. Và cái của mình tuy là chỉ có 1169 follow thôi, nhưng mà các anh chị cứ nhìn phía dưới, cái nào cũng trên 1000 hết. Đó, cái nào cũng trên 1000 hết. Và cái đầu tiên tự nhiên quay tới cái thứ 10, cái câu đầu tiên tự nhiên lên 86.000, đó 88.200 lượt view rồi. Đó, và có một số cái cũng lên đó, có cái lên 10.000. Và My làm theo cũng là cùng một chủ đề, và cái tựa đề ở trên nó cũng như nhau. Và các anh chị thấy đôi lúc là mình phải đi đúng cái chủ đề của mình, không có xen lẫn vô. Ví dụ như có một cái thấy 700 mấy là xúm vô là phân tích là tại sao mình đang đi massage, tự nhiên mình đưa một cái chữ yoga vô cái là nó khác liền. Là mình biết đó, tức là mình biết tại sao nó xuống và tại sao nó lên đó. Thì mình có gọi cho anh Bình một lần, thì anh Bình có nói là mình đừng chạy theo người khác, quan trọng là mình phải kiên định với cái mình chọn ban đầu, chịu khó học hỏi điều chỉnh cái của mình, và quan trọng là cái đối tượng khách hàng của mình là ai. Và lúc mà My coi lại cái những người follow My là toàn những người cùng độ tuổi My, khoảng hai mấy ba mấy tuổi á, thì mấy bạn follow thì mình thấy ồ đúng đối tượng khách hàng của mình rồi. Thì nếu mà đối tượng khách hàng của mình 1000 mấy người thì cũng rất là nhiều đúng không ạ? Thì mình cứ kiên trì thì mình sẽ lên. Rồi cái phần chia sẻ My đã hết, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Cảm ơn My rất nhiều, và anh biết chắc cái kênh của My sẽ nổ, tại vì cái kênh của My đang chực chờ nổ rồi, và có rất nhiều ý tưởng cho con mắt My ở dưới á, là My đang làm con mắt thì My tập trung vô con mắt luôn, tại vì dưới nó lại chuyển qua là chăm sóc sức khỏe làn da. Em đang phải là chăm sóc sức khỏe đôi mắt, sau này á em sẽ nói về nhỏ mắt nè, em sẽ nói về dầu cá nè, em sẽ nói về caroten nè. Anh nói em là kinh khủng khiếp, cái kênh của em phải quay lại con mắt, đừng có dính miếng da nào vô hết trơn á, miếng da thì là kênh khác, còn bây giờ dính con mắt là dính con mắt luôn. Và anh cam kết với My luôn, chừng 5 video nữa thì cái kênh của My sẽ nổ, nhưng mà My sẽ phải sửa lại cái mô tả của mình là con mắt nhé. Ok rồi, có ok một cái ở trên cũng 60 mấy ngàn cho anh Bình. Rồi, ok, anh biết rồi, vô cùng tuyệt vời. Rồi, bây giờ anh mời phần chia sẻ của Trọng Hải. Trọng Hải là một trong những người làm việc rất là đặc biệt. Trọng Hải là, lúc đầu Trọng Hải cũng làm TikTok. Và làm, anh quan sát thì anh thấy Trọng Hải lên tới 30k rồi, nhưng mà không có tập trung nữa. Và cũng có làm, nhưng mà để duy trì thôi. Nhưng mà khi mà Trọng Hải được nghe về cái sức mạnh kinh khủng của đó, thì Trọng Hải quyết định, trong vòng có vài tuần thôi, thì nó đã lên tới 122.000. Trọng Hải tự chia sẻ cái màn hình của em được không Hải? Hay là anh Bình chia sẻ Hải? Rồi, ok. Hãy chia sẻ em nhé. Rồi, ok. Very good. Và chúng ta dành một tràng 21% để cho Hải lên 21% cả nhà ơi. Dạ rồi, chú Trương tuyệt vời quá. Người tiếp theo sẽ là chú Trương nha. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của anh Bình, và cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong căn phòng ngày hôm nay. Thì thật sự mà cái lần đầu tiên á, là mình là Hải cũng biết là TikTok, là thông qua một người anh, đó là anh Nghĩa. Là cũng cách đây rất là lâu rồi, là cũng gọi là đu theo anh đúng không ạ? Đu theo, tức là mình có cái gì đó mình thích thú, mình có cái cảm giác gì đó là mình có những cái mà mình cảm giác là mình giống giống anh ấy, tức là mình thích những cái gì anh làm, sau rồi mình cứ học hỏi theo anh và cho đến một cái khoảng thời gian mà mình thấy được là cũng là anh Nghĩa cũng làm TikTok, nhưng mà sao anh Nghĩa làm TikTok mà tại sao là khi một cái video đăng lên nó tiếp cận rất là nhiều người như vậy, thì mình mới thắc mắc, là mình cũng mò theo và mình cũng làm theo, giống như là kiểu là ảnh làm sao thì mình kiếm mình làm giống vậy thôi. Nhưng mà mình không biết nó là như thế nào. Nhưng mà cho đến một cái khoảng thời gian mình làm nó lên khoảng là từ khoảng 30.000 follow tới 39.000 follow này, thì lúc này mình dừng lại. Mình dừng lại là khoảng tầm lúc đó Hải làm bắt đầu theo anh Nghĩa là tầm từ tháng 12 là mình bắt đầu mình xây dựng TikTok, và mình cho đến là khi là tháng 3 thì lúc đó mình khoảng 40k follow. Nhưng mà thì lúc đó mình dừng lại khoảng là như là mấy tháng á, mình bỏ qua, tại vì mình không có biết là cái định hướng của nó là như thế nào. Mà mình không có biết là cái con đường này nó đi như thế nào, mình chỉ biết là có nhiều người theo dõi, có nhiều người follow thì chắc ok. Nhưng mà mình không biết nó ra làm sao hết trơn á. Cho đến khi một cái dịp tình cờ thì có gặp anh Bình chia sẻ về cái tiềm năng của TikTok cả nhà. Mình chia sẻ về cái tiềm năng của TikTok thì lúc này mình mới nhận ra là
à, cái TikTok là chắc là nó phù hợp với mình. Tại vì mình cũng làm công việc kinh doanh ở bên ngoài, mà mình cũng vừa mình cũng vừa là tham gia vào công việc kinh doanh của Amway. Nhưng mà mình có một cái khuyết điểm á, không biết là có bao nhiêu là anh chị ở đây là mình có cái khuyết điểm có giống như Hải hay không. Tức là mình rất là ngại bán hàng cho người thân của mình. Mình rất là ngại những cái điều mình ngại chia sẻ cho người thân của mình. Tức là mình rất là ngại về giống như là mình thì gọi là học thức không có cao, nghề nghiệp không có ổn định. Rồi là nói chung là rất nhiều thứ và mình rất là tự ti với bản thân. Và mình biết Amway là rất là tốt, sản phẩm rất là tốt. Và những sản phẩm là vô cùng là an toàn, thân thiện với gia đình luôn. Nhưng mà mình không dám tự tin chia sẻ. Thì mình vậy thì mình biết cơ hội Amway tốt rồi, mà mình không chia sẻ thì làm sao mình kinh doanh được đây. Thì lúc này là nghe anh Bình chia sẻ về cái tiềm năng, về cái tiềm năng của TikTok, thì mình mới nhận ra một điều là à, nếu mà mình không làm với người thân của mình không chia sẻ được với người thân hay gia đình mình, vậy thì mình chia sẻ với người lạ. Vậy thì làm sao để mà mình chia sẻ với người lạ đây? Thì mình biết đến TikTok cũng đã lâu rồi, và mình cũng đi theo những người họ đã làm trên TikTok đó, thì mình cũng nhận ra được một cái là ở trên TikTok có một cái rất là đặc biệt, giống như là từ ban đầu là anh Bình đã chia sẻ với cả nhà mình là nó sẽ đi theo cái hướng Ikigai. Vậy thì nếu như mà mình làm, hiện tại mình đang làm kinh doanh, nếu như mà mình đang kinh doanh cái sản phẩm này bên cái lĩnh vực này, mà mình tận dụng cái TikTok để mình xây dựng cái hình ảnh của mình trên TikTok, có phải là mình tiếp cận rất là nhiều khách hàng ở trên TikTok đúng không các anh chị? À, tức là lúc này mình nhận ra được cái tiềm năng, thì lúc này mình bắt đầu mình nghiên cứu về TikTok. Và một cái dịp đó là sau khi mà anh Bình chia sẻ xong thì vào vài ngày sau thì có một cái lớp của anh Nghĩa, thì lúc này là có anh Tony, có chị Trà Giang vào cùng tham gia. Thì sau khi mà nghe anh Nghĩa chia sẻ xong thì mình là đội nhóm không biết làm sao hết. Cái đầu anh Tony mới bắt đầu là kêu mọi người gom lại với nhau, rồi mọi người cùng với nhau xây dựng là TikTok. Mà mặc dù mọi người lúc đó bắt đầu từ con số 0 nữa các chị, là không ai biết gì hết trơn. Anh Tony cũng không biết gì về TikTok mà cũng bay vô làm. Chị Giang cũng không biết gì, là một người mới hoàn toàn luôn. Anh Tony kêu cái là em add chị Giang vào group luôn, là chị Giang cũng không biết gì luôn, là từ con số 0 hết cái gì. Nhưng mà qua một khoảng thời gian mà mình bắt đầu mình tìm hiểu TikTok rồi, thì anh chị biết cái kết quả là cái điều gì đã xảy ra không anh chị? À, không biết là các anh chị đã thấy cái màn hình của em xem. Ok, thấy rồi Nghĩa ơi, có thể mọi người thấy nó hơi nhỏ thôi cưng. À, em sẽ trên điện thoại em biết bấm như chỗ nào. Được, em có thể zoom cho nó bự lên chút xíu. Đúng rồi, ok. Đó, em nói đi, em nói mọi người vẫn nghe được. Ok. À, vậy thì tiếp theo cái chủ đề là mình xây dựng TikTok. Cái mục đích cuối cùng của mình á, là có phải là mình xây dựng cái kênh TikTok để cho mình là kết hợp cùng với kinh doanh của mình không cả nhà? Đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để mà mình từ cái TikTok mà mình kinh doanh được đây? Tại vì TikTok không cho mình bán hàng, nó không cho mình đăng sản phẩm, có sản phẩm là đập cây gậy liền ngay, đúng không? Nhưng mà tại sao mình lại kinh doanh được trên đó? Và thông qua một khoảng thời gian á, thì mình mới ngộ cái là làm sao đó để cho người ta biết đến mình là ai đi, biết đến mình là ai và người ta tin tưởng mình. Trong cái gọi là cái cấp độ mối quan hệ đó, các anh chị có phải là cái cấp độ tin tưởng, khi người ta tin tưởng mình thì người ta sẽ muốn sử dụng cái dịch vụ của mình không các anh chị? Vậy thì khi mà mình đã xây dựng cái kênh TikTok, mình đã định hình cái kênh TikTok của mình rồi, nó đã có một cái thương hiệu riêng rồi, thì lúc này mình có rất là nhiều người họ đang quan tâm cái vấn đề của họ, thì theo như các anh chị họ sẽ kiếm ai? Có phải là kiếm mình không ạ? Và khi mà mình bắt đầu mình xây dựng lên từ hồi đó là hãy xây dựng lên là khoảng là từ một tuần trước, một tuần, hai tuần, tức là mình tham gia vào cái chương trình 14 ngày là hai lần rồi, lần này là lần thứ hai, và hiện tại là đang đi với đội nhóm là cũng là gần một tuần rồi. Là cả nhà biết là cái điều gì nó bất ngờ đã xảy ra với cái kênh của mình không? Đó là từ cái tuần đầu tiên, khóa 14 ngày đầu tiên thì mình bắt đầu là từ 40k follow, và mình tăng trưởng là được 10k trong vòng cái tuần đầu tiên. Nhưng mà bước sang cái tuần thứ hai và kết thúc khóa 14 ngày á, thì mình tăng thêm được là 10k nữa các anh chị. Nhưng mà các anh chị biết điều gì xảy ra không ạ? Sau khi mà kết thúc cái khóa 14 ngày đó thì chỉ trong vòng 3 ngày sau thôi, mình lên được 20k follow. Và sau khi mà từ 3 ngày đó trở về sau cho đến cái khóa tiếp cận cái khóa 14 ngày tiếp theo, thì mình lên được khoảng là 90k. Và sau khi cùng đội nhóm thực hiện cái khóa 2 thì trong vòng 3 ngày thôi, mình lên được gần là 40k follow trong vòng 3 ngày.
Tức là mình nói 40k follow thì nó nghe nó dễ dàng lắm, nhưng có 40.000 người họ đang theo dõi và họ đang quan tâm tới cái những cái gì mà mình chia sẻ, thì mình mới thấy là lúc này cái gọi là cái tầm ảnh hưởng của mình á là nó mới gọi là nó phát hiện ra rất là rộng rãi, rất là rộng rãi. Vậy thì có phải là những người họ đang quan tâm là khách hàng của mình không anh chị? Có phải là khách hàng của mình không ạ? Yes. À, đây là một cái bức hình mà khi mà Hải livestream ở trên TikTok, khi mà mình đã định hình cái cơ mình rồi các chị ạ, thì mình sẽ bắt đầu mình like. Thì lúc này cái lần like đầu tiên của mình không có nhiều, thì khoảng 400 mấy thôi. Nhưng mà sau khi cái cơ mình nó lên 100 mấy chục ngàn này, thì mình mỗi lần cái một lần mình like á, là có một lần nhiều nhất đó là khoảng 2.500 người. 2.500 người họ đang xem cái livestream của mình. À, khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Và các bạn khi mà mình livestream lên trển rồi thì có rất là nhiều người họ đặt câu hỏi bởi vì họ biết mình là ai rồi. Họ biết mình là ai rồi, cho nên lúc này là họ tự động họ kiếm mình đó các chị. Họ tự động họ kiếm mình thôi chứ mình không có đi kiếm họ nữa. Ngày trước thì mình muốn bán hàng cho người khác, mình muốn chia sẻ cái gì cho người khác, mình ngại cực kỳ ngại luôn. Bây giờ người ta kiếm mình, người ta dí mình trả lời không kịp nữa. Thì theo như các chị, mình muốn cái cảm giác nào ạ? tại vì Hải là một cái người là không, rất là nhát, không muốn chia sẻ cho người thân của mình. Mình rất là ngại. Bởi vì sao? Mình rất là tự ti bản thân. Mình không dám chia sẻ với ai hết. Mình chỉ cầm cùi, mình dùng sản phẩm rồi mình đi học hỏi thôi. Mà vô tình mình bắt gặp được. À, giống như là khi mà giống như là chỉ cần bạn có gì ạ? Chỉ cần bạn có ước mơ thì sẽ có con đường cho bạn đi. Đó là cái câu mà hãy nghe được từ một người thầy chia sẻ, nó rất là hay. Và lúc nào mình cũng tìm tòi cho con đường của mình đó. Tại vì mình không có làm cái gọi là rất là ngại, rất là ngại đủ thứ chứ. Nhưng mà khi mình áp dụng vào TikTok rồi, mình xây dựng được thương hiệu của mình rồi, thì lúc này mình tiếp cận được rất 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 là nhiều người. Rất 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 nhiều người. Và mỗi ngày bây giờ hiện tại cho đến cái hiện tại bây giờ này, là có rất là mỗi ngày hơn mấy chục người họ nhắn tin cho mình. Họ nhắn tin cho mình, họ hỏi về cái nhu cầu của họ và họ muốn mình chia sẻ giải pháp cho họ. Và buổi chiều nay thì Hải có khai thác từ một cái nguồn ở trên TikTok, thì mình chia sẻ về một cái chủ đề, mặc dù nó không phải là chủ đề của mình nhưng mà họ lại thích nghe cái chủ đề của người khác. Mình đang chia sẻ về sức khỏe mà tự nhiên họ muốn nghe mình làm đẹp, thì mình cũng tạo cái group, mình add họ vô luôn, xong rồi mình tạo cái Zoom mình chia sẻ. Thì sau khi mình chia sẻ xong thì có rất là nhiều người họ muốn mua sản phẩm. cái gì thế, có dễ không ạ? Rất là dễ, rất là dễ luôn. Và đây là cái kết quả của mình, cái kết quả của mình. À, sao mình kéo nó không qua nữa? Đây. Đây nè cả nhà. Đúng rồi, em zoom lên từng phần cho thấy dễ. Ok, để em xoay cái điện thoại. Rồi, đúng rồi. Tuyệt vời quá, một cái lượng tương tác khủng khiếp. Bắt buộc là em phải nhờ hệ thống hỗ trợ đấy. À, nó vẫn không Hải ơi, chị phụ cho Hải ơi. Rồi, quăng qua đây chị cho. Okay. Em nói cũng được okay. Em nói được là em okay. Vậy là ok rồi. Okay. Tức là mọi hàng ngày cái chị, khi mà mình tạo được cái thương hiệu của mình rồi, thì những người khác á, họ có nhu cầu á, tại vì họ đã tin tưởng mình rồi, thì kiểu gì họ cũng kiếm mình nữa các chị. Mình không cần kiếm họ, họ cũng kiếm mình thôi. À, thì ngoài cái việc này ra thì cũng có rất 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 nhiều người hàng ngày họ email cho họ inbox cho mình. Họ inbox cho mình rất 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 nhiều và họ kết bạn từ Zalo, từ Facebook, từ Instagram, từ YouTube, họ kiếm đủ hết trơn các chị. Nhưng mà mình biết họ kiếm mình, cho nên là mình gắn sẵn hết trơn. Mình gắn sẵn hết trơn trên đó rồi. Họ chỉ cần kiếm, họ chỉ cần click vô những cái mà có sẵn trên TikTok thôi, thì họ sẽ gặp được mình. À, và đây rồi sau khi mà họ trò chuyện với mình một lúc thì nó cũng ra đơn cái gì, cũng ra đơn. À, tại vì tin tưởng rồi. Nhưng mà thực tế là những kiến thức của mình học từ rất là may mắn được hệ thống đào tạo và được công ty hỗ trợ rất là tốt, cho nên là mình áp dụng những kiến thức đó, mình chia sẻ từ tặng cái trải nghiệm của mình. Mình lấy những cái trải nghiệm của mình, mình lấy những kiến thức của mình và mình cho đi. Nó cũng giống như là cái việc mình gieo đó các chị, mình gieo hạt á. Và hãy cảm thấy là cái việc mà mình xây dựng cái TikTok cũng giống như cái việc mình gieo hạt á. Mình gieo càng nhiều thì tự động là khi mà mình gieo nhiều á thì mình sẽ gặt lại thôi các anh chị. Cho nên là việc mà mình ban đầu mình xây dựng cái TikTok, mình đừng quan tâm tới là kết quả nó như nào, mà mình cứ gieo thôi. Mình gieo phải gieo những cái gì mà mình biết. Mình gieo những cái kiến thức mà mình có. Thì khi mà mình gieo nhiều thì sẽ tự động có những người họ biết được mình thì tự động là họ cảm thấy mến mình và họ sẽ tin tưởng mình thôi các anh chị.
và khi mà tin tưởng rồi thì họ sẽ muốn 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 biết nhiều cái thêm nữa về mình, à thì sẽ ra đơn các anh chị. rất là dễ luôn. Vậy thì để làm thế nào để mà mình áp dụng đây, mình áp dụng cái TikTok để làm sao mà nó phát triển công việc kinh doanh của mình đây? Thì hiện tại á là Hải muốn chia sẻ với các anh chị nè, nếu mà các anh chị hiện tại mình là một người mới, mình bắt đầu mình xây dựng cái TikTok thì mình sẽ có hai cái giai đoạn mình cực kỳ quan trọng luôn. Cái giai đoạn đầu tiên á, đó là mình hãy trao giá trị, các anh chị. Mình hãy trao giá trị. Tại sao mình cần phải trao giá trị? Tức là mình cần phải định hình cái kênh của mình trước, các anh chị. Mình định hình cái kênh mình trước. Khi mà mình định hình cái kênh mình rồi thì người ta sẽ biết mình đang làm về cái lĩnh vực gì. Mình không đi về giải trí, giống như lúc nãy là anh Bình có chia sẻ, bạn Tony cũng có chia sẻ, là mình không đi gọi là đi sai là cái chủ đề của mình. Ngày hôm nay mình đang chia sẻ về sức khỏe mà tự nhiên mình chuyển qua mình sang tấu hài là nó hài luôn chị, là nó hài luôn, là nó gớt luôn, là người ta không biết mình đang làm về cái lĩnh vực gì nữa, được không ạ? Cho nên là cái giai đoạn đầu tiên đối với các anh chị là mới bắt đầu mình xây dựng TikTok thì mình hãy tập trung vào mình trao giá trị và mình thu hút cái lượng người họ follow mình. Thì khi mà mình đã được một cái lượng follow khoảng từ 50k follow trở lên rồi, nhưng mà 50k follow trở lên cũng chưa chắc là họ muốn sử dụng dịch vụ của mình đâu các anh chị. Tại vì nó ở trong đó nó còn nhiều cái ẩn khuất nữa. Nó còn phải định hình cái làm thế nào, đội nhóm sẽ có cách để làm thế nào cho các anh chị là định hình cái kênh mình lại. Định hình cái kênh tức là sao? Mặc dù các anh chị khoảng 20-30k follow nhưng mà người ta rất là tin tưởng các anh chị, bởi vì cái kênh của các anh chị nó được là sao ạ? Nó được định hình rồi các anh chị. Thì khi mà các anh chị đã định hình rồi thì lúc này mình chuyển sang giai đoạn thứ hai. Đó là cái giai đoạn mà mình sẽ bắt đầu mình khai thác của làm ads. Thì giống như là khi mà đến một cái giai đoạn thì giống như là Hải hiện tại thì Hải có thể là bán hàng trên đó được rồi. Họ có thể là làm những tạo ra những cái phiểu để mình bán hàng, mình kinh doanh trên đó được rồi các chị. Và những cái này á thì các chị yên tâm đi, hệ thống của mình đã có sẵn hết rồi các chị. Hệ thống mình đã có sẵn những cái ao và những cái cách làm thế nào để mình khai thác rồi. Mà cái quan trọng của mình là trong giai đoạn này là các anh chị phải tập trung trong giai đoạn này luôn. Tại vì trong tương lai thì có rất là nhiều người họ đổ xô qua TikTok các chị. Và dạo gần đây thì Hải thấy là TikTok thì hiện tại những cái chuyên gia bên ngoài á, kể cả các CEO mà nổi tiếng luôn các chị, thì họ cũng điều qua, họ bỏ Facebook và họ điều qua gì ạ? Họ qua cái nền tảng TikTok để họ làm lại từ đầu, để họ xây dựng thương hiệu của họ trên TikTok các chị. Và trong tương lai mà nếu như các anh chị ngày hôm nay mà mình không tận dụng cái cơ hội này thì rất là sau cái thời gian này á, sau một thời gian nữa thì mình khi mà mình muốn tạo cái TikTok á thì mình rất là khó để cạnh tranh. Đúng mà. Cho nên là hiện tại là các anh chị nào muốn đang bắt đầu xây dựng TikTok thì mình làm ngay ha các anh chị, làm ngay. Đó, mình chia ra từng giai đoạn. Giai đoạn đầu thì mình hãy tập trung vào trao giá trị các anh chị, mình tập trung vào trao giá trị. Và tiếp đó đến giai đoạn thứ hai thì mình sẽ bắt đầu mình khai thác, mình làm ads, mình sao chép và mình đào tạo những lãnh đạo giống như mình. Được không ạ? Và đó cũng là phần chia sẻ của Hải. Thì cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe. Và chúc tất cả các anh chị có một buổi tối thật là tuyệt vời. Và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu xây dựng lên một cái lực lượng, những chuyên gia trên TikTok của trong hệ thống của mình các anh chị. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn cái phần chia sẻ của Hải rất nhiều. Bây giờ anh muốn chia sẻ cho mọi người xem cái kênh của Hải một xíu. Zaki đúng không? Rồi, cả nhà có thể xem đây là cái kênh TikTok của Hải nè cả nhà. Là Hải chia sẻ chuyên về phát triển chiều cao và cân nặng. Và đối với chiều cao á, thì cái độ tuổi mà xài TikTok họ rất là thích. Bây giờ con nít á, thì nó quan tâm thứ nhất là nó có cao hay không. Thứ hai nó có thông minh hay không. Đó, thứ ba là mắt nó có bị cận không, sáng mắt không. Thì Hải xây dựng kênh bây giờ là 123.000 người theo dõi và muốn biết cái kiến thức này. Và mỗi một cái video như vậy thì có mấy ngàn người hỏi và bình luận. Thì từ đó chúng ta chuyển thành cái mối quan hệ và chúng ta kinh doanh. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình muốn mời một cái người nhỏ, năm sinh nhỏ tuổi nhất đã làm TikTok thành công, cực kỳ thành công trong giai đoạn đầu. Đó là chú Phạm Văn Chương, cố vấn sức khỏe gia đình. Thì mời chú Chương sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người, chú Chương nha. Vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn lãnh đạo Bình. Yes. Thì Chương là đúng ngày hôm nay là một tháng làm TikTok. Trước đây thì biết là cái công ty của mình á, là cũng rất là chú trọng vấn đề này. Nhưng mà Chương nghĩ Chương là nhảy qua cái lĩnh vực là YouTube. Chương có cái kênh giảm mỡ tăng cơ ở bên đó. Nhưng mà
thực sự là khi mà nghe lãnh đạo Bình nói là ở bên này làm cũng rất là dễ, và thông qua cái buổi nói chuyện thì lời đầu tiên là cảm ơn lãnh đạo Bình đã là người thầy đầu tiên mà dạy cho chúng biết làm TikTok. Thì một chữ là cũng một thầy, nhưng mà thực sự là khi mà chưa làm TikTok thì chưa cũng không biết là vô cái chỗ nào nữa, làm như thế nào nó tạo tài khoản sao nữa, và làm chữ sao đặt như thế nào hết. Thì Trương cũng qua đây cũng Trương cảm ơn Ngân luôn. Ngân cũng chỉ cho Trương là cách đặt cái hiệu ứng như thế nào nữa. Thì qua một tháng thì trước khi Trương làm thì Trương cứ nghĩ rằng là cái TikTok là một cái trò giải trí thôi, chứ cũng không có nghĩ rằng là cái gì hết. Thì Trương cũng không có quan tâm. Nhưng bây giờ thực sự khi nói đến TikTok thì người ta trao giá trị nhiều, thì Trương nghe lãnh đạo Bình nói, và bên Nghĩa thì cũng là đã được công ty nói là bên Bình Nghĩa làm rất là tốt, bán hàng rất là tốt, thì Trương cũng rất là quan tâm, bắt đầu làm. Thì nói như Bình nói tức là Trương chỉ có là nghĩ rằng tư tưởng của người Amway là gì, họ làm được thì mình làm được, trẻ làm được thì mình lớn cũng làm được, chứ không có gì khó hết. Và cái tinh thần đó thì Trương nói rằng làm TikTok là gì, để phát triển bản thân. Tức là trước mình cũng rất không thích là đứng ở trước màn hình để mà nói chuyện, đúng không ạ? Và mình cũng từ ngữ này khó này cho đến những cái diễn tiến ở trong cái đó đôi khi mình làm rất là chậm, nhưng mình phát triển hàng ngày mình nghĩ. Nhưng mà một tháng qua là Trương làm kể từ ngày 28 tháng 5 đến nay Trương có 55 cái video. Trương chưa những cái mà cách làm vận hành như thế nào, về giá trị như thế nào thì những cái bạn trẻ đã nói rồi, nhưng mà Trương chỉ nói quá trình Trương làm TikTok như thế nào để Trương chia sẻ cái kinh nghiệm lên cho mọi người. Tức là Trương làm cả nhà mình có thấy ở trên này không ạ? Có thấy rồi chú, có thấy rồi. Đấy là Trương chiếu hết toàn bộ cái hình ảnh đầu tiên cho đến giờ cho mọi người thấy, để cho mọi người hình dung được khi mà chúng ta bắt tay vào thì chúng ta hình dung được là ở quá trình Trương làm. Cái quá trình bắt đầu làm thì cũng không có gì hết á. Không có gì hết á. Mới bắt đầu là nó thực sự là nó rất là sơ khai. 1000 cái lượt là xem thôi. View là xem, đúng không ạ? Và xem thì Trương làm đúng. Trong cái quá trình làm thì thực sự nó có những cái điều mình nếu như mà mình nghĩ rằng để mà mình vì tính toán thì mình dễ bỏ cuộc. Nhưng mà Trương nghĩ là cái làm cái này để phát triển bản thân, trước hết là phát triển bản thân. Tức là nếu mà chúng ta mà làm tốt thì mình phải phát triển bản thân từ cái kiến thức, đúng không ạ? Từ cái nội dung, từ kiến thức, cũng từ những cái mà diễn đạt ở trên cái quay video trực tiếp để mình nói như thế nào. Bởi vì mình ra cái công chúng là mình thực sự để mà theo dõi được họ, để mà họ theo mình thì mình phải cạnh tranh cả hàng triệu người, chứ không phải đơn giản các bạn ạ, đúng không ạ? Nhưng mà chưa nghĩ rằng là Trương phát triển bản thân, chứ không nghĩ là để mà sau này bán hàng hoặc cái gì hết. Thì rõ ràng là không có cái gì mà nó khó với mình hết. Thì bây giờ Trương làm cho đến là ngày Trương làm video thứ 5, thứ 6 thì cũng có lên 10.000. Tức là vào cái ngày là khoảng thứ 8, thứ 9, thứ 10 là Trương đã lên 10.000, 10.000 lượt xem rồi. Nhưng mà Trương có một cái lỗi. Trong quá trình có một cái lỗi là gì? Lỗi của Trương là Trương không biết. Trương cứ vô người ta là Trương follow. Mà follow quá nhanh đi. Follow nhiều quá. Cuối cùng là mình giống như vi phạm mình sao nói, mình nói ủa, tại sao mình 10.000 là xuống dưới có 800 700 600 Cuối cùng là sao Trương cái lỗi là không là follow quá nhanh. Mà người ta TikTok nhắc rất là nhiều lần mà Trương cũng cứ thấy là ai follow là Trương follow lại. Thành thử là nó bị xuống, nhưng mà Trương nghĩ rằng là cái đó Trương không bỏ. Trương làm từ đầu đến cuối chỉ một cái video này, chỉ một cái kênh này một. Và Trương không bỏ, bởi vì sao? Trương nghĩ rằng là Trương cho đi mà. Những cái kiến thức, những cái mà mình cho đi, mình học được mà mình làm được. Và quá trình 8 năm mình làm dinh dưỡng thì mình đưa đi, mình cho đi, Trương vẫn làm. Trương vẫn làm thì đến một cái thời điểm là gì? Cách đây hai ngày thì cái video đầu tiên là nó bắt đầu nó nổ ra là đó, là lên 45.200k.
Và 45.200 ca này thì cái lượt đó là 3.000 cái lượt like. Và ngày hôm qua đó là bây giờ gần đến 1 triệu người coi, tức là 1 triệu cái view đó. Và nó lên tới là 120 cái lượt thích và khoảng trên 600 cái lượt là chia sẻ. Và cái mà tin nhắn á thì 19.000 20.000 cái bình luận thì các bạn thấy là nhiều, quá nhiều luôn, đúng không? Thì người ta hỏi, người ta tương tác có phải là khách hàng không các anh? Đúng các bạn? Và Trương thực sự Trương cũng không quan tâm cái điều đó, bởi vì mình cho đi mà. Và mình đến một lúc nào đó mình là ai ở trên TikTok rồi á thì từ khách hàng người ta tìm tới mình. Và lúc đó họ niềm tin họ có mình. Cái niềm tin họ có mình á là thứ nhất á là mình để ở trên kia đó là mình là tư vấn sức khỏe miễn phí và mình có những cái đường link để cho người ta tìm tới những cái trang web của mình. Và từ khi mà bắt đầu từ hôm qua đến giờ ba kênh thì đều lên hết. Mà kênh mới hồi chiều Trương mới đưa lên á là đã gì 58.400 cái lượt là theo dõi rồi, view á. Và nó tới đó cái lượt follow của Trương á là đến gần 26.000 lượt follow. Trước á là gì, Trương follow nhiều quá, cuối cùng là TikTok người ta cắt của Trương là có khoảng 2.000 nữa thôi. Từ 7.000 nó xuống 2.000, nó rớt hết. Mà qua 2 ngày này nó lên tới 25.000 follow. Thì điều này muốn nói cái gì các bạn? Điều này là nói là nếu kiên trì. Trương biết một số bạn á trong cái đội nhóm của mình á, trong cái hệ thống của mình á, cũng rất là nhiều bạn cũng có một phần nào đó là nản. Nhưng mà Trương cũng gọi cho mọi người, Trương nói là hãy kiên trì. Bởi vì Trương là Trương không làm. Trương giống như một cái vòng tròn đầu tiên của TikTok á, là Trương không bỏ. Các bạn vừa rồi chia sẻ là bỏ chứ Trương không bỏ. Trương đã theo là theo đến cùng. Và không bỏ thì bây giờ là lên luôn, chứ không có một cái video nào nó xuống hết á. 45.000, gần 1 triệu cái view và lên bây giờ là 58 rồi, mới hồi chiều đã lên được 58 rồi. Và bây giờ Trương bật một lên một cái nó lên hàng ngàn luôn. Rất là nhanh các bạn ạ. Thì có phải rằng là cái lượt mà tương tác rất là nhiều. Và thực sự á là gì, hồi chiều đây cũng có mấy người hỏi Trương là gì? Cái bụng của ba con á, thường á là gì, Trương chia sẻ là toàn là những cái trẻ hỏi là ba con bụng bự như thế nào? Có phải là bị là gan nhiễm mỡ không? Năm cái điều mà chú nói lên là ba con, chú con thấy là ba điều là giống rồi thì như thế nào? Thì chú nói rằng là chú cũng chỉ cho những cái uống những cái gì, kiêng cái gì, kiêng ăn dầu mỡ rồi kiêng ăn tinh bột nhiều rồi kiêng ăn thịt, ăn nhiều rau củ quả thôi. Nhưng mình thiết lập quan hệ từ cái mối quan hệ ở trên TikTok. Và thực sự á là gì, mỗi ngày á thì Trương đều cho ra đều đầy đủ là một cái video. Và thực sự là nó một ngày là rõ ràng mình làm là một cái áp lực là bản thân mình là phải gì, chọn cái nội dung. Thứ hai là mình phải nói chuyện ở trên một cái khung hình để mà quay video. Thì rõ ràng là chưa nghĩ rằng là bởi vì mình cho đi thôi, chứ chưa không nghĩ rằng là để mà hơn thua một cái gì đó. Thành thử là rất là nhẹ các bạn, và cứ thế đều sản xuất đều đó. Thì đến hôm nay là Trương có 54 cái video là trong vòng là khoảng là bây giờ là bữa nay ngày mùng 3 thì cũng khoảng là 33 ngày. Đấy, 33 ngày, 34 thì cái đều đặn như vậy. Và rõ ràng á là cái lượt thích nó tới là coi như là 134.000 lượt thích rồi. Thì các bạn thấy rằng á, một cái lời, một cái video mình ra nó có tới là gì, 17.000, 18.000, 26.000 cái bình luận. Thì các anh chị thấy nhiều không ạ? Rất là nhiều. Và đây là một cái kho mà kho vàng để chúng ta là khai thác, để chúng ta khai thác. Và thực sự ở trên cái tin nhắn các anh chị thấy đỏ của Trương á, Trương trả lời không kịp. Trương mới nói bà xã là chắc là mình phải kiếm một người để nó trả lời cho mình quá. Thấy không ạ? Và làm thực sự là mình cứ hãy trồng một cái đám cỏ thật tốt. Rồi á là gì, ngựa nó sẽ quay về cho mình, đừng bao giờ mình đuổi ngựa, phải bạch tan kia. Và cái kênh của Trương là gì, cố vấn sức khỏe gia đình, tư vấn sức khỏe miễn phí, cứ thế làm, cái gì vấn đề liên quan đến sức khỏe cứ nói cái gì, đúng không ạ? Thành thử là mình cứ một chủ đề mình cứ nói,
thì trước sau được anh chị cũng thành công à, đúng không ạ? Làm TikTok là vậy, người ta làm á là chương coi dạo ở trên đó đó, là nhiều người họ làm á làm tùy hứng, à họ không có một cái chủ đề, họ không có một cái mô típ, họ không có một cái chuyên nghiệp, thành thử ra là họ đi nó lan man rồi họ không có quan tâm á. À, nhưng mà mình á, mình là chuyên nghiệp, thành thử là mình trau chuốt từ cái trang phục cho đến phông cho đến chữ, là mình nhìn vô là họ biết được là gì, à, cố vấn sức khỏe gia đình, họ nhìn vô là giảm cân, đúng không, họ nhìn vô là trao giá trị, thì họ sẽ nhận diện được mình ở trên cái thương hiệu cá nhân ở trên cái TikTok, đúng không ạ? Thì Chương chỉ chia sẻ cho các anh chị là cái quá trình Chương làm TikTok như thế nào đó. Và thực sự á, các anh chị á, khi các anh chị mới á, những cái nhất là mới á, Chương cứ khuyên các anh chị cứ học hỏi những cái người mà đi trước, à, và kiên trì, à, và quan trọng nhất nữa là gì, mình phát triển bản thân, quan trọng nhất nữa là gì, mình dám là đưa lên mạnh dạn và làm. Thì thực sự là nhiều có nhiều cái video đó thì nó không có cái giá trị mà cũng không có một cái gì hết á, mà họ cũng đưa lên được, nhưng mà mình lại để có kiến thức nữa thì rõ ràng là sẽ có rất là nhiều người họ sẽ follow theo mình, họ thích mình và họ sẽ xem mình và họ sẽ tìm mình thôi các anh chị. À, thì chúc là tất cả các anh chị á, những người mới á, chúng ta chuẩn bị vào để mà làm TikTok á, là trước sau cũng thành công các anh chị nha. Rồi xin cảm ơn các anh chị ạ. Rồi cảm ơn chú Chương rất nhiều, cả nhà dành cho chú Chương một tràng like số 8 để gửi lời cảm ơn chân thành đến cho chú Chương nha cả nhà. Rồi quá là tuyệt vời luôn đúng không? Chú Chương là chỉ nghe có một buổi thôi và chỉ học cơ bản qua là về edit video, tất cả mọi thứ xong là chú bắt tay vào làm việc ngay trong ngày luôn, chứ là không có đợi gì cả. Rồi chú top cái xe ha chú Chương ha. Rồi dạ dạ đó. Dạ chưa, chú top đi chú. Rồi đây là chú top, đây chú top. Dạ rồi. Rồi xong. Đó, thì trong một ngày sau khi mà chú nghe xong á, thì chú đã bắt tay vào công việc ngay trong ngày hôm đó. Chứ là chú không có chờ đợi bất kỳ gì hết và làm luôn. À, vừa nghe xong là coi như là mở máy ra là làm luôn. Đó, nhưng mà lại làm rất là tốt cả nhà, làm rất là tuyệt vời luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình share lại cho các anh chị nha. Rồi, cả nhà mình xem ha. Thì khi mà chú bắt tay vào chú làm luôn thì mình thấy có giai đoạn là chú thăng chú trầm, tức là chú lên chú xuống, chú lên chú xuống. Nhưng mà không ngờ là đến cái video mà, tại vì từ ngay từ lúc đầu thì mình đã nói rồi là chúng ta phải ngay lập tức là chúng ta phải xác định là chúng ta làm từ 50 đến 100 cái video thì nó sẽ nổ. Và những ai mà nghe mình ngay từ lúc thời điểm đó xác định đúng cái nguyên lý này thì khẳng định với các anh chị là sẽ nổ. Và các anh chị hãy quan sát đi các TikTok của Rồ Summer mình đó, nó có một cái điểm rất là mà nghe cái hướng dẫn mình ngay từ đầu là nó thống nhất, cực kỳ thống nhất. Ví dụ đây là của Nghĩa nè, nó vàng là y chang. Của chú Chương là trắng trắng xanh xanh y chang. Rồi của Tony là đen đen trắng trắng vàng vàng là y chang, đúng không? Rồi của Hải cũng vậy, tức là nó có một màu thôi. Chúng ta cần làm để người ta nhận diện cái kênh đó là kênh chuyên nghiệp. Từ cái ảnh bìa cho đến cái chữ là nó giống nhau cực kỳ cả nhà. Đó là rất quan trọng. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị một số cái nữa mà chúng ta cần phải nắm nữa các chị nhà nha. Thời gian cũng trễ rồi, cả nhà có nghe nổi nữa không? Nhà nghe nổi nữa, comment cho mình có động lực để mình chia sẻ cho cả nhà nha. Cả nhà hào hứng quá. À, ok. Rồi. À, cái điều tiếp theo muốn chia sẻ với tất cả các anh chị nữa nè. À, là các anh chị quan tâm nè. Rồi, ok. Cả nhà còn thì cả nhà năng lượng hơn được ạ. Ok. À, xây dựng cái kênh TikTok là làm những gì? À, làm những gì đây? Chúng ta bắt đầu làm những gì đây? Cái điều đầu tiên là chúng ta phải xác định một cái chủ đề kênh. Chủ đề kênh là cái lớn nhất mà chúng ta cần phải xác định. Cái chủ đề là cái lớn nhất mà cả nhà cần phải xác định. Ví dụ như cái kênh của mình chuyên về làm đẹp là chủ đề làm đẹp. Kênh của mình là giảm mỡ tăng cơ là giảm mỡ tăng cơ. Kênh của mình là nấu ăn là nấu ăn. Kênh của mình là da mụn là da mụn. Kênh của mình là chiều cao là chiều cao. À, kênh của mình đó là về kỹ thuật làm TikTok là kỹ thuật làm TikTok, tức là nó thống nhất một cái chủ đề rõ ràng như vậy. Sau đó mình mới nội dung thì nó sẽ có nhiều nội dung nhưng mà đều là xoay quanh một chủ đề. Cái điều thứ hai là chúng ta cần xác định đối tượng cụ thể mình muốn hướng tới là ai. Ví dụ như bây giờ mình muốn tăng chiều cao, tất nhiên là mình hướng tới những cái đối tượng từ 13 tuổi cho đến 20 tuổi.
13 tuổi đến 20 tuổi. Mình xác định cụ thể nội dung mà mình muốn trao đi là gì? À, là những kiến thức gì? Là cụ thể nội dung là lúc nãy mình nói đó, là sao cái bản thân là tới cái giá trị đó. Và tiếp tục là xác định được nếu như mình làm điều đó là mình có vui vẻ không? Mình làm cái điều đó mình có vui vẻ không? Lúc đầu các anh chị đừng bao giờ quan tâm đến lượt follow, đừng quan tâm đến lượt xem, đừng quan tâm chuyện đó. Các anh chị hãy quan tâm là các anh chị trao được cái giá trị gì cho cộng đồng, các anh chị nói cái điều gì mà các anh chị biết mà xã hội chưa biết. Các anh chị hãy quan tâm đến điều đó. Chứ đừng quan tâm đến follow, đừng quan tâm đến tin, tại vì nó nổ một cái là tự động nó lên. Các chị có tin là có một cái bạn đó là bạn Sương đó, mình thấy chỉ có vài chục follow thôi. Nhưng mà nổ đúng một video bạn lên 10.000 follow. Có nghĩa là nó cái sự nhảy đó nó rất là kinh khủng. Nó không có đơn giản là nó đi từng follow một đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó và chúng ta phải có lòng tin vào điều đó, được không cả nhà? Bao nhiêu anh chị có cảm thấy là tin tưởng cái điều này tuyệt đối á? Rồi, ok. Chúng ta phải thực sự tìm thấy được niềm vui nha. Tại vì lúc nãy mình đã nói rồi, làm TikTok cũng như là khởi nghiệp vậy đó các anh chị. Khởi nghiệp trong thời gian đầu thì đừng nghĩ đến tiền, đừng nghĩ đến lợi ích, đừng nghĩ đến những cái quyền lợi trước mắt, mà hãy nghĩ đến là mình có vui vẻ hay không, mình có vui vẻ để làm cái việc đó hay không. Và con người ta đó, thành công là gì? Thành công không phải anh chị kiếm bao nhiêu tiền, mà thành công là anh chị trở thành người mà anh chị muốn trở thành, gọi là thành công. Có rất là nhiều người giáo viên, họ, các anh chị biết họ đi làm, anh chị, họ là giáo viên, họ đi dạy kèm, dạy thêm, họ kiếm được tiền nhiều lắm anh chị. Nhưng mà họ vẫn muốn được vô trường chính quy, tại vì cái đó là cái họ muốn trở thành, chứ không phải tiền. Họ đi dạy thêm, dạy kèm, họ kiếm được tiền, nhưng họ vẫn muốn được vô cái trường chính quy để họ được cái gọi là công nhân viên chức, hoặc là một cái giáo viên là chính quy, hoặc là một cái giáo viên là được công nhận. À, cái đó là cái họ muốn cả nhà. Đúng không? Tức là cho nên mới nói thành công là chúng ta trở thành con người chúng ta muốn trở thành. Đó là cái quan trọng. Rồi, mình tiếp nội dung cho các anh chị nha. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu khi nào ạ? Thời điểm nào chúng ta sẽ bắt đầu làm TikTok cả nhà? Thời điểm nào chúng ta bắt đầu tạo tài khoản TikTok, bắt đầu làm TikTok ạ? Theo cả nhà là khi nào ạ? Theo cả nhà là khi nào ạ? Ok. Có ai comment cho mình biết là khi nào không ạ? Đúng rồi. Kết thúc cái buổi Zoom này là tải liền. Kết thúc cái buổi Zoom này là làm liền. Nếu như lỡ cái kênh đó nó có hư thì cũng không sao, làm lại kênh mới, đúng không ạ? Nhưng mà cả nhà biết không, lúc đầu mình làm nó sẽ khó khăn, là mình cần phải vô đội nhóm để được đội nhóm hướng dẫn. Và trong nhóm mình sẽ phân cái team ra, cái team nào làm đẹp thì chung với nhau, cái team nào mà giảm cân là chung với nhau, team nào mà chiều cao là chung với nhau, cái team nào là về nấu ăn thì chung với nhau, để mình hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau thì cực kỳ nhanh lên cả nhà ơi. Hỗ trợ lẫn nhau là rất là dễ biết, không biết là hỏi liền, làm video xong gửi lên liền, thì mình mới phân team ra, mình nên vào cái nhóm chung, sau đó mình sẽ phân team ra cả nhà nha. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ giải thuật toán của TikTok này. Chúng ta bắt đầu giải thuật toán của TikTok này. Cái kết cấu của video là phải có phần mở bài ấn tượng, mở bài là phải nhanh, ví dụ như chú Trương mở bài, bạn nào không quan tâm đến sức khỏe, lướt qua, bạn nào không cần sức khỏe, lướt qua, bạn nào muốn quan tâm sức khỏe, ở lại. Hãy để là một team và một chấm, sau đó chú Trương mới vô thân bài. Thân bài là chú Trương trình bày cái phần giá trị nhất. Và kết bài là chú cũng có, nếu mà chú đã kêu gọi hành động rồi thì chú không cần kêu gọi hành động cuối nữa. Lúc đầu chú đã kêu là một tim một chấm rồi thì sau đó không cần nữa cả nhà. Thì mình muốn học rất đơn giản là mình xem nhiều là mình biết mô phỏng thôi. Chúng ta mô phỏng cái kênh nào làm tốt nhất, cái video nào mà triệu view thì chúng ta mô phỏng lại thì chúng ta làm cả nhà. Rồi nhớ nha. Rồi khi đầu tiên là kết cấu mở bài cái video ấn tượng người ta muốn xem nữa, đó là một cái lợi thế. Cái thứ hai, nếu người ta xem đi xem lại cái video của mình là điểm cao. À, điểm cao cả nhà nhé. Xem đi xem lại là điểm cao. Cái thứ hai, người ta xem hết video là thêm một điểm nữa. Chứ không phải xem giữa chừng người ta lướt qua. Xem hết video là video đó được đánh giá cao. Cái thứ ba nữa là người ta thả tim là cũng được đánh giá cao. Tức là cái này là nó thấp dần nha cả nhà. Rồi họ comment là được đánh giá cao. Họ chia sẻ là được đánh giá cao nữa cả nhà. Vậy thì đây là những cái tiêu chí mà cái video của mình làm như thế nào mà người ta thích xem đi xem lại, làm thế nào mà người ta muốn xem hết, làm thế nào người ta thả tim, làm thế nào người ta comment, và làm thế nào người ta thấy cái video đó giá trị, người ta share cho người khác xem và người ta đau về máy người ta để dành. Ví dụ như mình nói là 5 cái bí quyết này, 5 cái bí quyết kia, người ta sợ người ta không nhớ thì người ta phải lưu lại, thì lúc đó cái lượng tương tác của anh chị sẽ cực kỳ cao. Ok, anh chị nhớ nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, những dạng mà chúng ta xây kênh TikTok là cái gì để đạt được cái hiệu quả? Các anh chị nhớ nha, những cái dạng này chúng ta ở đây có 9 dạng, là nhưng mà mình đưa cho một số dạng thôi. Ok,
Ví dụ như các chị có thể làm video hài hước, vui vẻ, mang tính chất giải trí, thì cái này á là sau này các chị cũng có thể kinh doanh được. Tuy nhiên là sau đó phải định hình lại cái nhân hiệu và người ta biết tới mình. À, mình phải có những buổi live stream, những có buổi chia sẻ để định hình lại, để người ta nhận dạng mình nữa. Thì cái kênh giải trí thì những KOL họ làm, tức là những người nổi tiếng họ sẽ làm theo kênh giải trí, như là họ sẽ nhảy theo trend hoặc là họ hát nhép. À, thì giải trí thì đòi hỏi cái lượng follow phải rất là lớn thì mới có thể kinh doanh được. Thì nhưng vẫn được nha các anh chị, ai thích hài hước vui vẻ thì cứ làm giải trí, làm những cái kịch bản giải trí, những cái kịch bản vui rất là đời thường vẫn có tác dụng nha các chị. À, kênh hài hước thì dễ lên follow nhất ạ. À, lên follow rất là nhanh ạ. À, lên follow rất là nhanh. Rồi tiếp theo là kênh giáo dục. Giáo dục thì có là giáo dục về chiều cao, giáo dục về giảm cân, giáo dục về sức khỏe hoặc là giáo dục về khởi nghiệp. Thì mình đang làm là một cái kênh của mình là giáo dục về khởi nghiệp. Mình chia sẻ là văn hóa khởi nghiệp, đó là giáo dục về khởi nghiệp. Và có những kênh là review sản phẩm. À, review sản phẩm hoặc là ẩm thực hoặc là du lịch. Đó, chúng ta có thể làm những cái review, review về sản phẩm, review về đồ ăn, review về du lịch. Đó cũng là cách người ta làm kênh. Và có những kênh là làm về mẹo. Ví dụ như là mẹo trong đời sống, làm thế nào để rã đông con cá, rã đông con gà chẳng hạn, ví dụ vậy, đó là mẹo. Hoặc là mẹo về kỹ thuật, làm thế nào để lấy wifi nhà hàng xóm, đó là những gọi là cái mẹo. À, những cái mẹo thì người ta lại rất thích coi cả nhà. À, đó là những kỹ thuật. Hoặc là mẹo để edit video. À, rồi làm kênh về làm đẹp, làm kênh về ẩm thực và làm những cái kênh về phim ngắn. Nhưng mà cả nhà biết không, chúng ta nên quay trở lại, chúng ta làm những cái gì có liên quan đến sản phẩm của Amway trong tương lai. Ví dụ hôm nay mình làm kênh về chiều cao thì tương lai mình sẽ bán canxi. Mình làm kênh về kiến thức về trí não, mắt thì tương lai á, mình sẽ bán những sản phẩm cho não và mắt. Các anh chị nên nhớ, chúng ta không thể bán một và gọi là bán một sản phẩm cho tất cả mọi người. Và chúng ta đầu tiên á, là chúng ta không thể bán một sản phẩm cho tất cả mọi người. Cái điều thứ hai là chúng ta không thể bán cho mọi người tất cả sản phẩm, mà chúng ta sẽ có những cái nhóm khách hàng chuyên biệt cả nhà. À, thì lúc này chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sẽ nhắm tới cái nhóm khách hàng rất là chuyên biệt. Hôm nay chúng ta xây dựng một kênh ẩm thực, chúng ta làm về nước chấm, chúng ta làm về các món ăn, thì tương lai chúng ta sẽ bán nước rửa chén, dầu ô liu và nồi tự động, mình làm người ta hỏi mua chứ mình không hề bán cả nhà. Mình không hề bán, người ta vẫn comment inbox, người ta hỏi chị mua cái nồi đâu mà hay vậy, làm sao chị có thể nấu được 5-7 món hay vậy, đó là người ta sẽ hỏi cả nhà nhé. Tuyệt vời không ạ? Đó rồi, rất là điều tuyệt vời nó nằm ở đây. Và khi cái kênh của mình làm tự nhiên, một cách tự nhiên, mình không hề giới thiệu sản phẩm, không hề gì cả, nhưng người ta vẫn đặt câu hỏi, tại vì của mình quá độc đáo. Cả nhà biết không là cái nồi của mình mà nấu biểu diễn, mà nấu một lúc á, là 4-5 món trong một cái nồi á, là lên có thể lên triệu view luôn á cả nhà. Đó. Nhưng mà chúng ta phải xây kênh có lượt follow rồi chúng ta mới bắt đầu live stream, bắt đầu quay video để biểu diễn như vậy cả nhà nhé. Đó, tuyệt vời ha. Rồi đây là những cái mô hình xây kênh nha. Ok. Và hành động ngay lập tức, làm để mà trải nghiệm. Nếu như mà kênh này chưa đạt thì xem như kênh đó là trở thành kênh phụ, đúng không ạ? Cho nên mình nói chị làm cái TikTok này nó vô cùng dễ, chúng ta cứ làm đi, chúng ta cứ làm mạnh mẽ lên. Nếu như nó không đạt thì xem nó biến nó thành kênh phụ, còn nếu nó đạt thì thành kênh chính luôn. À, cả nhà hình dung nha, tại vì chúng ta cũng cần một vài cái nick để tương tác với nhau đó. Và những việc để chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức này cả nhà, bây giờ những việc gì chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức ạ? Thứ nhất là chúng ta hãy tải cái app TikTok về. À, chúng ta tải cái app TikTok về. Thứ hai là chúng ta hãy tải cái app mà để chỉnh sửa video. Mà cái app này là con của TikTok, tức là của TikTok sản xuất ra, và nó sẽ ưu tiên cho những cái video được chỉnh sửa bằng cái app này lên xu hướng. Đó là cái app là CapCut cả nhà. Tải tiếp cái app CapCut về ha, là hai cái app chúng ta cần phải tải nha. Coi như là Zimmer á, là nói về kịch bản á, thì đó là những trường hợp mà làm những cái câu chuyện, những cái phim ngắn thì cần kịch bản thôi. Còn ví dụ như Nghiệp làm về Zimmer á, thì Nghiệp chỉ cần nói cho mọi người biết là muốn cái này thì tập cái này. Ví dụ như muốn cái bắp tay thì tập cái gì, muốn cái vai thì tập cái gì, muốn cái bụng nhỏ thì tập cái gì, muốn cái mông to thì tập cái gì. Thì mình sẽ là cái người hướng dẫn cho người ta tập luyện. À, chứ không có phức tạp như mọi người nghĩ đâu. Nó đơn giản lắm. Đừng bao giờ phức tạp hóa vấn đề. Đừng bao giờ đợi hoàn hảo mới bắt đầu. Mà chúng ta hãy bắt đầu để trở nên hoàn hảo. Đó. Chúng ta đầu tư tiếp một cái bộ đèn quay và một cái góc quay và một cái tấm vải phía sau lưng của mình để có cái phông nền đẹp. Đặc biệt là cái app CapCut mình có thể chỉnh cái phông nền phía sau, giống như kênh của chú Trương á. Chú Trương chỉnh lại là một cái phông nền khác, là cái tường nhà chú luôn cả nhà, cũng rất là đẹp. Và cái nhà đầu tư cái bộ đèn này cũng là để dành học zoom cho nó, cái gốc nó đẹp,
nó chỉnh chu, nó chu đáo, chứ còn mình học nó nhiều khi nó nhớt nhát, cái chỗ nào là áo quần treo rồi tùm lum tùm la rồi đen thui tối thui rồi nó không chuyên nghiệp. Cả nhà đầu tư một cái phông phía sau chỉ là một cái tấm vải thôi, và nếu chúng ta không biết đổi màn hình ảo giống như mình, còn nếu các anh chị biết đổi màn hình ảo thì cũng được, nhưng các anh chị ít nhất chắc chắn cũng phải đầu tư cái bộ đèn, cái bộ đèn để mà chúng ta live stream, cái bộ đèn để chúng ta quay phim, và cái tấm vải phía sau. Hai cái này cộng lại chắc đâu đó chừng khoảng 150.000 thôi. Đầu tư giá rẻ nha, và chúng ta tiến hành sản xuất cái video đầu tiên cả nhà. Rồi ok, rồi đặc biệt là công ty chúng ta nè là đang có một cái chương trình cả nhà, đó là 4-5 người sẽ tập hợp thành một cái nhóm cùng nhau để mà chúng ta xây dựng kênh TikTok chung một chủ đề, và sau đó chúng ta sẽ đổ hết những người này qua nhóm Zalo hoặc nhóm Facebook để mình chăm sóc. Thì công ty đang ưu tiên cho nhóm Facebook, nhưng mình cũng nên có nhóm Zalo để chăm sóc cho nó tiện. Thì lúc này chúng ta sẽ ví dụ như 4 người làm cùng một cái chủ đề về mặt nạ, thì 4 người làm cùng một chủ đề mặt nạ sẽ tạo ra 4 kênh TikTok chuyên về mặt nạ, và chúng ta có đường link của cái nhóm để chăm sóc mặt nạ để đưa mọi người vô đây để cho mọi người trải nghiệm nhiều hơn, và lúc này chúng ta làm những video dài hơn, và đồng thời chúng ta tổ chức offline là những cái buổi đắp mặt nạ miễn phí, thì nguyên cái cộng đồng TikTok này sẽ đến đắp mặt nạ miễn phí, thì đó chính là khách hàng của anh chị. Anh chị có hiểu ý mình không ạ? Hoặc là chúng ta tạo ra 4 người làm chung một cái kênh nấu ăn, thì 4 người này làm chung một cái kênh nấu ăn, thì lúc này khi mà dịch hết rồi, chúng ta mới đổ hết tất cả các kênh nấu ăn này, mới có một cái đường link của Facebook, đổ hết những người này vô cái nhóm Facebook này. Công ty còn thưởng tiền cho những ai mà tạo ra được cái nhóm Facebook lớn, và số tiền lên tới 49 triệu lần cả nhà. Rồi, điều tuyệt vời là gì ạ? Là chúng ta phải tạo ra cộng đồng. Cái này là cái gì? Cái này chính là cái ước số, cái tầng số 2 của mô hình thác nước cả nhà. Cái mô hình thác nước ấy, là sau khi mình trao giá trị thì mình phải tạo ra cộng đồng nè. Mình tạo ra cộng đồng xong mình chăm sóc cái cộng đồng đó. Và cái điều tuyệt vời là gì? Mình offline, mình nấu ăn, mình mời mọi người tới trải nghiệm ăn thử. Nếu như cả nhà làm kênh nấu ăn thì tất cả những người mà offline tới offline đó chính là F1 tiềm năng của cả nhà. Đồng ý với mình đúng không ạ? Cho nên chúng ta hiểu. Và sau đó là cái tầng đáy chính là gì? Họ thành F1 của mình, họ thành khách hàng của mình. Cuối cùng đó là cái mà mình nhận được thành quả. Và mình có thể nhân bản những người đó cũng làm kênh nấu ăn giống mình, nếu như mình đã biết làm kênh nấu ăn rồi. Và mình lấy những video trên TikTok, mình có thể chia sẻ ngược lại trên Facebook, mình có thể chia sẻ ngược lại trên YouTube để mình viral cái thương hiệu cá nhân của mình ra. Ok, cả nhà ha. Rồi, thì lúc chút nữa mọi người vào hết group đi, rồi mình mới phân ra. Thì khi phân ra đó, thì mỗi một group như vậy sẽ có những chuyên gia, những người mà đã làm TikTok thành công rồi giúp đỡ cho anh chị. Nếu như anh chị tất cả đều là chưa biết làm thì không được. Mình sẽ chọn ra những người nào mà có năng lực nhất, thành công nhất, sẽ hỗ trợ cái nhóm đó, hỗ trợ từng nhóm cho cả prosumer. Chúng ta sẽ bùng nổ về TikTok. Cả nhà có đồng ý không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị muốn coi như là chúng ta bùng nổ để chúng ta lên 21%? Cả nhà hãy comment 21% được không ạ? Ok. Rồi. Rồi, tuyệt vời quá. Những lưu ý khi chúng ta tạo cộng đồng nhóm là cộng đồng chúng ta cũng phải thống nhất cái nội dung. Có nghĩa là 4 cái kênh đó chuyên về nấu ăn thì phải đưa vô cộng đồng đó chỉ có nấu ăn thôi. Chứ không có đang lúc nấu ăn cái chuyển qua làm đẹp, cái đang chuyển nó qua giảm cân là không được. Chúng ta tập trung một chủ đề duy nhất. Khi chúng ta đổ về cộng đồng cả nhà, chúng ta chăm sóc thêm cái kiến thức của chúng ta là thêm kiến thức về nấu ăn và những video dài hơn trong cộng đồng đó. Hoặc là live stream trong cộng đồng đó. Và chúng ta tổ chức offline để tạo giá trị nè cả nhà. Và chúng ta cần phải biết cài đặt cái nhóm đó. Cài đặt cái nhóm Facebook thì cũng rất là đơn giản thôi. Công ty đã hướng dẫn rồi và sắp tới công ty sẽ gửi tài liệu cho chúng ta luôn cả nhà. Thì mình cũng có thể hướng dẫn các anh chị, nhưng mà giờ mình không có nhiều thời gian, thì mình cũng hướng dẫn cơ bản cho các anh chị thôi. Khi chúng ta tạo ra một cái group Facebook thì chúng ta sẽ đăng ký với cái website của công ty nữa. Và lúc này khi chúng ta tạo ra là chúng ta chưa có thành viên nào hết, chúng ta tạo ra một cái mới hoàn toàn. Chúng ta sẽ đăng ký với công ty cả nhà. Và khi chúng ta đăng ký với công ty, khi mà cái cộng đồng này tăng lên thì công ty thưởng cho mình là được 1.500 người vô thì thêm 1 triệu. Rồi top bao nhiêu người đó thì thưởng một cái phần quà là 49 triệu cho tất cả các công cụ để làm TikTok và các công cụ để làm video cả nhà. Thấy tuyệt vời không ạ? Đó, rất 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 là lớn luôn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy một điều là cái cộng đồng của chúng ta sẽ tăng trưởng đúng với lại cái nhóm mà chúng ta đang mong muốn. Và cái này thì tạo ra khá là đơn giản, sẽ có một cái trưởng nhóm làm và mình cũng có thể hướng dẫn cho các chị để chúng ta tạo ra cộng đồng này nha. Rồi, ok. Một cái việc nữa là mình chia sẻ với các chị nữa là cực kỳ quan trọng là một số anh chị đang hỏi mình là làm sao, một số anh chị đang hỏi mình là làm sao để mà có thể làm những video đầu tiên. Thì hôm nay mình chia sẻ anh chị một cái điều khá là tuyệt vời nha, khá là tuyệt vời. Để mình chia sẻ anh chị cái chú ý này cái đã. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu một cái điều tuyệt vời ở đây. Điều đầu tiên
thì muốn chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây là có những cái lưu ý khi mà chúng ta tạo một cái kênh. Cả nhà, cái này là phần quan trọng, cả nhà nên ghi lại nha. Những cái lưu ý khi mà chúng ta tạo một cái kênh. Các anh chị nhìn thấy đây là cái kênh của mình nha. Cái kênh của mình là kinh nghiệm tuổi trẻ khởi nghiệp. Nhất định bạn sẽ học được một điều gì đó từ đây, thì lúc đó người ta sẽ follow mình để người ta muốn học thêm. Thì mình cũng mới coi như là khởi động, thực sự khởi động là đúng một tuần, tại vì trước vẫn là đang giai đoạn tham khảo. Thì các anh chị cũng thấy là cái kênh của mình rất là thống nhất, tất cả nội dung là gần như là giống nhau, nhìn nó rất là giống nhau. Nhưng mà không phải mình là người làm nha cả nhà, thì mình biết làm nhưng mà mình không có thời gian làm. Mà có một cái người rất là tuyệt vời đó, một bạn tuyến dưới của mình là bạn Thanh Thúy, là bạn làm hết cho mình tất cả video luôn, mình chỉ đưa ý tưởng thôi. Và đặc biệt là mình tập chung là những cái lời nói, và mình nhờ một bạn khác là có thể ghi âm, hoặc là mình ghi âm, hoặc là mình nói trực tiếp, nhưng mà edit video là mình gửi qua cho bạn làm hết, bạn chỉ việc gửi lại là mình đăng thôi cả nhà. Hầu như mình giải phóng công việc rất là nhiều, và mình làm những việc khác cho đội nhóm đó, mình không có thời gian để đăng đâu cả nhà. Nhưng có những cái chú ý này quan trọng là cả nhà nhé, khi mà cả nhà nhìn thấy trên đầu nó có cái chữ Alex Trương, cả nhà thấy chưa? Và rất là nhiều người không biết chỗ này. Thứ nhất là cái này là cái tên, thì chúng ta phải vô cái phần này cả nhà, bấm vô cái chỉnh sửa hồ sơ. Thì chúng ta thường á, là chúng ta để nó cái chữ là user gì đó, thì cả nhà phải, đầu tiên là cả nhà phải sửa lại cái tên. Thứ hai là cả nhà phải sửa lại cái ID TikTok. Ở trên là cái tên nè, ở bên dưới là cái ID TikTok, là cả nhà phải sửa lại, là theo cái tên thương hiệu của mình, hoặc là theo cái tên dịch vụ của mình, theo cái tên của mình mong muốn. Chứ không phải là ở đây á, là chúng ta lại á, là để đại cả nhà. Đây là chỗ này nè, mình có cho các anh chị xem đó. Là chúng ta phải đổi cái ID này lại. Và ở bên dưới là cái TikTok xuyệt Alex Trương 168 thì là cái kênh của mình. Rồi cái phần tiểu sử này, các anh chị bấm vào phần tiểu sử để các anh chị ghi là cái gì. Là cái phần tiểu sử này các anh chị vô lưu ý. Nếu mà các anh chị nào thấy mình nói nhanh quá, các anh chị có thể chat nha. Còn nếu các anh chị hỏi thì các anh chị đặt câu hỏi nha. Rồi, anh chị thấy không ạ? Tức là cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải biết những cái ban đầu nè. Chúng ta cần phải biết những cái ban đầu cơ bản nhất nè. Là khi chúng ta tạo một cái kênh rồi, thì chúng ta phải đổi ID, tên, rồi. Còn cái link trang web thì các anh chị chưa có, các anh chị chưa cần để. Còn nếu sau này các anh chị cần để, anh chị để cái link Zalo của mình. Cái link Zalo của mình rất là dễ lấy nha các anh chị. Các anh chị lấy cái link Zalo của mình là các anh chị lấy là zalo.me. Zalo.me. Rồi xuyệt cái số điện thoại của anh chị, là nó sẽ ra được cái kênh Zalo của anh chị. Các anh chị hiểu ý mình không ạ? Ví dụ như là 123 và quay web chứ .zalo.me viết thừa cũng được, là nó sẽ ra cái kênh Zalo của anh chị. Thì mình có thể để vô cái chỗ trang web đó cũng được, còn trước mắt thì mình chưa cần để cũng được. Đó, từ từ mình để ha. Rồi rồi cái ảnh, chúng ta để một cái ảnh đàng hoàng, chúng ta để một cái ảnh đàng hoàng một chút cả nhà nha. Rồi cả nhà thống nhất chưa ạ? Có ai nhanh quá chậm lại ra rồi, bây giờ chậm lại một chút nha. Rồi cô Hải ơi, có hỏi chỗ nào chưa hiểu cô Hải hỏi giùm nha. Rồi cả nhà ha, mình có gửi vô nhóm rồi đó, mình có gửi vô nhóm rồi đó. Nếu mà cả nhà thấy nhanh quá thì nhớ báo. Rồi, nói lại từ đầu hả cô? Rồi được. Mình đầu tiên nè, quay trở lại từ đầu nè. Đây là cái kênh của chúng ta. Thì chúng ta phải bấm vô cái phần sửa hồ sơ. Cả nhà chụp lại màn hình đi ạ. Cả nhà chụp lại màn hình, chúng ta bấm vô cái phần sửa lại hồ sơ. Sau khi chúng ta bấm vào sửa lại hồ sơ, thì chúng ta rà từ trên đầu xuống. Thứ nhất là cái hình đại diện, là mình phải để cái hình đại diện vô. Ví dụ như đây là mình, cái hình đại diện là mình để đây, là cái hình đại diện này cả nhà. Đó. Rồi đó là xong cái hình đại diện. Rồi xong cái hình đại diện rồi tới cái tên. Nó sẽ để cái chữ nó không giống cái tên của mình đâu, mình phải để đúng cái tên của mình. Rồi cả nhà nghe kịp không? Cả nhà nào nghe kịp bấm chữ kịp giúp mình đi. Sau đó chúng ta là cái tên. Rồi sau cái tên xong á là tới cái phần TikTok ID. Chỉnh tiếp cái TikTok ID. Rồi kịp, cảm ơn ạ. Rồi kịp ha. Sau cái TikTok ID rồi á, thì vô mình ghi cái phần tiểu sử, cũng giống như chú Trương á, thì chú Trương ghi là kênh cố vấn sức khỏe gia đình, tư vấn miễn phí. Thì đó là cái phần tiểu sử. Thì đây cái phần tiểu sử của mình ghi là kinh nghiệm tuổi trẻ khởi nghiệp. Rồi nhất định bạn sẽ học được một điều mới. Đó, thì mình ghi như vậy. Rồi cả nhà kịp nghe kịp giúp mình nha, kịp đánh chữ kịp nha. Kịp mình mới đi tiếp nha. Rồi, đánh chữ kịp là đi tiếp, còn không nó hơi chậm nha cả nhà. Kịp không? Còn nhiều nhiều vấn đề quan trọng lắm. Rồi kịp không?
Rồi Kim, Kim cảm ơn ha, Kim đi. Rồi tiếp nha. Cái chỗ là trang web link á, thì mình có thể để cái link Zalo của mình. Còn link Zalo lấy như thế nào thì dễ lắm cả nhà. Mình đánh World Wide Web rồi Zalo.me. Hồi nãy mình có gửi vô, xuyệt cái số điện thoại của mình là nó là link Zalo của mình. Rồi cái phần Instagram mình có thể điền, hoặc YouTube có thể điền, thì cái này từ từ, chưa vội. Tại cái này nó không quan trọng. Cái này từ từ mình hãy làm. À, cái nào không quan trọng mình nói không quan trọng. Còn cái nào quan trọng mình sẽ nói quan trọng nha cả nhà. Rồi ok. À, xong chưa cả nhà? Kịp cái này chưa ạ? Cả nhà nếu mà kịp comment cho mình số 8 hết đi ạ. Comment cho mình số 8 hết cái phần này đi ạ. Nhưng còn cho những phần quan trọng hơn, cái phần này chưa quan trọng lắm ạ. Rồi ok ok ok. Cảm ơn. Rồi bắt đầu chúng ta vô phần quan trọng nha. Cả nhà nhìn ở trên góc bên trên bên tay phải màn hình có dấu ba chấm cả nhà thấy không? À, trên cao luôn góc bên tay phải màn hình có dấu ba chấm. Chúng ta hãy vào cái dấu ba chấm này, chúng ta bấm vô cái dấu ba chấm này, nó sẽ nhảy vô phần quản lý tài khoản. Trong phần quản lý tài khoản này á, chúng ta bấm vô cái quản lý tài khoản, có hai thứ rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm. À, ok. Rồi ok, rất tuyệt vời. Ok, Nghiệp ok, nhưng mà mình chưa có xây cái kênh nào lên nha Nghiệp, phải bắt đầu tập trung nha. Và quản lý tài khoản thì mình sẽ xem là có phần là xác minh số điện thoại và email. Đây là hai phần quan trọng. Nếu mình không xác minh số điện thoại và email á, thì cái kênh của mình mất đi cái uy tín, thì sẽ không được đề xuất nhiều. Cũng hên hên thì có thể được đề xuất, nhưng mà đa số là không được đề xuất. Cho nên chúng ta nhớ là hai cái chỗ này là cái uy tín của chúng ta. Phải xác minh số điện thoại và email, là cái kênh này là kênh chính chủ, và sau này mình cũng không bị mất. Cho dù mình có xây lên mình cũng không bị mất. Ok. Rồi cả nhà nghe kịp chỗ này chưa? Nghe kịp chỗ này thì mình sẽ bước xuống dưới. Có nghĩa là chỗ này là xác minh số điện thoại. Ok, chúng ta có thể ghi trước đi. Nếu mà ai không biết, còn những người đã biết rồi thì nó quá nhanh. Rồi, kịp ha, tiếp tục. Cái phần ở dưới này các anh chị nhìn thấy là cái chữ là chuyển sang tài khoản cá nhân. Thì trước đó nó là cái tài khoản doanh nghiệp. Xin lỗi anh chị, trước đó nó là tài khoản cá nhân. Nhưng mà mình đã bấm để chuyển sang tài khoản tác giả rồi, hoặc là chuyển sang tài khoản pro rồi, cho nên bây giờ nó mới ghi là chuyển sang tài khoản cá nhân. Thì mình không muốn bấm để mà chuyển đi chuyển lại nữa. Thì cả nhà mình nhớ cái chỗ này nè, mình phải chuyển sang tài khoản pro hoặc là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp. Thì lúc này á, cái kênh của mình mới có giá trị. Đa số chúng ta là không có bấm chỗ này thì cái kênh của mình nó không có giá trị cho lắm. Tại vì mình phải chuyển sang tài khoản tác giả, chuyển sang tài khoản doanh nghiệp á, pro á, là nó gọi là tài khoản tác giả đó. Thì lúc đó những cái video của mình đó, nó mới được đánh giá là cái người sản xuất chuyên nghiệp và cái người chuẩn bị làm tác giả. Rồi, cả nhà nghe kịp không ạ? Rồi, cảm ơn Nghiệp nha, cảm ơn em. Rồi, chuyển sang tài khoản cá nhân. Chúng ta cần phải kỹ chỗ này. Đặc biệt ở đây mình nghĩ rằng có nhiều người mới, cho nên mình mới hướng dẫn. Chứ còn nếu như mà cũ hết rồi thì không quan trọng, tại vì tất cả anh chị đã biết hết rồi. Rồi, xong cái phần này nha cả nhà. Cả nhà đã hiểu cái chỗ phần chuyển sang tài khoản cá nhân, tài khoản như tác giả chưa? Không ha, mình quay trở lại nha. Thì ở đây nó sẽ có một cái nữa mà chúng ta cần bật lên. Đó là chúng ta bật chỗ là cái công cụ tác giả. Cả nhà đếm ở trên xuống là 1, 2, 3, 4. Số 4 nó sẽ là công cụ tác giả, mình bấm vào đây. Khi mình bấm vào công cụ tác giả này, nó sẽ cho mình bật cái hỏi đáp lên. Và khi mình bật cái hỏi đáp lên á, thì cái kênh mình nó còn uy tín hơn nữa. À, chưa hiểu tài khoản cá nhân hả cô? Rồi, chưa hiểu tài khoản cá nhân, con sẽ chỉ riêng cho cô nha. Sẽ chỉ riêng cho cô hãy an tâm nha. Thì chỗ bật cái hỏi đáp lên, thì khi mình bật cái hỏi đáp lên á, thì lúc này á, là cái kênh của mình còn uy tín nữa. Thì lúc này ở bên ngoài cái kênh của mình nó sẽ có cái chỗ này, các chị có chỗ dấu hỏi hỏi đáp ở phía dưới cuối màu đỏ này, anh chị thấy không ạ? Thì người ta sẽ hỏi đáp chỗ đó à, anh chị nha, thì cái uy tín thêm nữa. Rồi xong cái hỏi đáp nha anh chị. Rồi xong cái hỏi đáp thì có một cái thứ quan trọng mà mình chỉ cho các anh chị là mình kéo xuống dưới. À, mình kéo xuống dưới, rất là xuống dưới, mình sẽ vào cái phần là mình kéo vào cái phần là quyền riêng tư. Các anh chị ở trên là quản lý tài khoản, kế là quyền riêng tư. Chúng ta bấm vào quyền riêng tư. À, hồi nãy mình phát hiện là trong đội nhóm của mình có rất nhiều người bị người ta bình luận tầm bậy tầm bạ. Bị người ta bình luận tầm bậy tầm bạ, mình không muốn những cái bình luận đó. Thì từ cái quyền riêng tư này anh chị kéo lên, thì tới cái chỗ bình luận nè, thì anh chị sẽ đưa ra những cái từ mà không cho người ta bình luận. À, ví dụ như mình là không cho bình luận cái chữ lý thuyết, chữ Amway, chữ giàu, chữ gì tùm lum tùm la. Mình cứ để lại vô những cái chữ mình không thích người ta ghi. Thì mình bấm vô đây. Và khi mình bấm vô đây thì người ta không bao giờ được bình luận mấy chữ này. Người ta bình luận mấy chữ này không được. Cái kênh của mình sẽ rất là sạch.
À, mình không cho người ta bình luận chữ đa cấp, mình không cho người ta bình luận chữ Amway, mình không cho người ta bình luận những cái chữ này chữ kia, thì mình thích không chữ nào mình vô chữ đó. Thì khi những cái chữ này á, là nó sẽ bị khóa lại và tất cả mọi người bình luận này là không được cả nhà. Và cái kênh của mình á, đỡ bị stress, đỡ bị căng thẳng, đỡ bị mệt, được không ạ? Đỡ phải xử lý, mất thời gian. Các nhà chỉ là kênh mình chỉ là sạch thôi. Đó, thì vô đó mình khóa lại mấy từ đó giúp hết. Mấy cái từ nào mà anh chị thấy anh chị không thích, chị vô khóa lại hết nha. Rồi chỗ này mọi người nghe kịp không ạ? Nếu mà nghe kịp, bình luận chữ kịp đi ạ. Tức là mình vô cái phần nghe kịp, kịp không cả nhà? Tức là mình vô cái phần là mình vô cái phần quyền riêng tư. Rồi kịp ha, rồi cảm ơn. Kịp rồi, tốt. Quyền riêng tư xong rồi mình kéo xuống thôi. Mình kéo xuống chỗ bình luận thôi, bấm vô bình luận xong mình khóa lại. Cuối cùng á mình khóa lại, khóa những cái từ mình không thích. Rồi ok. Và để mà cái kênh của mình á tự động mà có thể lên được 11.000 follow, và mình mỗi một ngày cái kênh này đều lên từ 1 cho đến từ 2 cho đến 3.000 follow cả nhà, lên rất là nhanh như vậy. Thì mình rất là cảm ơn một cái người bạn tuyệt vời, đó là bạn Thúy, là một trong những cái nhánh của mình. Hiện nay bạn cũng đang chuẩn bị xây cái kênh TikTok rất là tuyệt vời. Thì bạn là cái người mà hướng dẫn cũng như là làm cái cấp kết này rất là giỏi. Nói chung là bạn có kỹ năng gì bạn chia sẻ kỹ năng nấy. Bây giờ mình trước khi kết thúc cũng 10 giờ rồi cả nhà. Trước cũng 10 giờ rồi mà cả nhà còn ở đây là quá là tuyệt vời luôn. Thì trước khi kết thúc mình sẽ mời bạn Thúy để bạn chia sẻ cho cả nhà chúng ta một vài cái kỹ thuật để mà những người chưa biết gì cả có thể sử dụng cấp kết, như là chữ, như là hình, như là chèn, như này nọ. Thì anh mời Thúy, Thúy đã sẵn sàng chưa ạ? Cả nhà mình trễ giờ rồi, cả nhà mình hãy comment số 8 để mà cảm ơn bạn Thúy. Bạn Thúy có thể tự làm cái kênh cho mình lên 11.000 follow thì tất nhiên bạn cũng giỏi, đúng không cả nhà? Chúng ta sẽ học từ bạn Thúy nha, comment số 8 để chào đón bạn Thúy nha. Hello Thúy ơi, Thúy nghe rõ không em? Dạ rồi, cảm ơn anh Bình. Rồi, Thúy hãy chia sẻ cái màn hình điện thoại và hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái CapCut ban đầu để mọi người bắt đầu làm những cái video đầu tiên em nha. À dạ vâng. Rồi. Rồi. Em chia sẻ màn hình được, em chia sẻ màn hình điện thoại của em á. Em bấm vô nút chia sẻ bên dưới, sau đó bắt đầu em bấm share màn rồi. Hình. Đúng rồi. Sau em vào CapCut. Dạ. Rồi, thì nãy giờ mọi người cũng đã nghe rồi tại sao thì mình phải làm TikTok. Lợi ích mà TikTok mà mang lại cho cái công việc kinh doanh của mình rồi, thì vậy thì điều quan trọng á, làm video như thế nào. Thì mọi người cũng biết là nội dung video TikTok rất là ngắn, chỉ tầm dưới 1 phút thôi. Như anh Bình đã nói á, thì người xem TikTok rất là nhiều nhưng mà người tạo nội dung á, rất là ít. Thì ngày hôm nay cảm ơn anh Bình đã cho em cái cơ hội và chia sẻ đến mọi người, hướng dẫn các anh chị cách làm video TikTok đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được bằng điện thoại. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng anh chị tải cái app CapCut về. Thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị cách mà làm. Nếu mà anh cái dạng video đầu tiên là chỉ là lời nói thôi, không có hình ảnh hay là gì hết, thì đối với các anh chị mà ngại quay video thì mình có thể làm cái dạng này. Thì mình chỉ cần là anh chị cần là mình lên cái YouTube đó, anh chị chọn một cái video là phong cảnh ở đâu cũng được, phong cảnh đẹp cũng được. Xong anh chị, ví dụ em chọn cái phong cảnh này. Rồi anh chị lên YouTube cứ thích video nào thì chọn cái phong cảnh đó, xong em copy cái đường link này rồi sao chép, rồi em qua đây, rồi em nhắn vào i2 mate i2, rồi cái đường link này là các anh chị tải cái video phong cảnh này về. Rồi đó, rồi các anh chị bấm vào download về. Đó, rồi các anh chị đào về thôi. Thì rồi, cái bước này thì nó đào về mấy các anh chị thôi. Rồi tải về. Đó, thì nó sẽ nằm trong cái điện thoại của em rồi. Rồi anh chị cần cho mình có được một cái ảnh bìa đẹp. Thì coi giống như là một cái trang bìa và một cái background bên ngoài đó, rất là đẹp để mọi người thu hút, mọi người xem, mọi người bấm tiếp tục xem cái video của mình. Thì các anh chị nhắm vào hình ảnh. Đây em chọn cái ảnh bìa của mình rất là đẹp này. Đó rồi đây, xong em qua đây em chọn thêm một cái video. Thì video phong cảnh em vừa mới thêm đây. Rồi em thêm hai cái này vào.
Đó, rồi đây, cái video, cái đây là ảnh bì á, thì em sẽ chỉnh nó tầm 1 giây thôi, không có cần nhiều. Rồi video của mình á, thì video TikTok thì chỉ tầm dưới 1 phút thôi. Thì em chỉnh 40 giây đi, còn nhiêu lại thì em cắt đi. Rồi cái phần khúc cuối nó hiện lên cái chữ là video TikTok này nè, các anh chị cắt luôn, cắt bỏ, xóa nó đi. À Thúy xóa ơi, Thúy chỉ từng xong cái phím anh... luôn, cắt. Thúy chỉ từng cái phím là cắt thì dùng cái nút nào á, ở dưới á. À, dạ rồi. À, rồi để em quay lại nha. Em sợ là không đủ giờ. À, được, một chút, rồi, một chút đây, cho mọi người biết ví dụ như bạn. Anh chị muốn kéo lại cái đoạn mà anh chị cần cắt nè. Đó, anh chị nhấn vào đây, anh chị nhấn vào. Rồi, đó nó hiển thị lên xong rồi là anh chị nhấn cái nút tắt ở đây. Đó, nút tắt. Rồi anh chị nhấn vào cái đoạn mà anh chị cần xóa đó. Anh chị nhấn vào cái nút xóa. Rồi, nhấn vào cái nút xóa. Vào ở đây, nó hiển thị lên cái ứng dụng cấp á. Thì nó không có được đẹp cho lắm thì anh chị xóa luôn. Rồi, cái video này á, thì em thấy thường á, thì mình lưu cái video này về và mình đăng lên TikTok thì cái chất lượng nó bị giảm xuống á, nên là em nếu mà mọi người chỉnh chu hơn một xíu thì mọi người kéo qua cái nút chỉnh sửa cái đầu tiên nè, bên phải anh chị nhấn vào nút chỉnh sửa xong kéo qua, rồi mình nhấn cái nút tùy chỉnh. Rồi đây mình làm sắc nét cho cái video lên một xíu. Đó, sắc nét là cái video mình nó rất là rõ nét luôn. Rồi, em sẽ kéo qua đây cái phần bên trái màn hình này, em tắt cái âm thanh clip để mà em chèn vào cái âm thanh lời nói. Thì á, mọi người á, tâm đắc những cái câu nói nào hay thì các anh chị có thể thu âm cái giọng nói của mình vào bằng cái nhấn nút vào 1, 2, nhấn vào nút âm thanh này. Rồi các anh chị thấy chữ lồng tiếng không ạ? Đó, anh chị nhấn vào chọn một cái nơi mà yên tĩnh, rồi anh chị chuẩn bị những cái câu nói mà anh chị tâm đắc và muốn chia sẻ đến mọi người hơn thì anh chị ghi âm vào và anh chị nói ở đây. Rồi, ok. Đó, rồi các anh chị giữ cái lồng tiếng đó và các anh chị nói. Rồi, cái đó là dành cho các anh chị mà chưa có cái bản ghi âm ở ngoài hay là... gì đó thì mình có thể ghi âm theo cái ý mình muốn. Còn đây là em có sẵn cái bản ghi âm lời nói, thì em sẽ thêm vào luôn. Rồi em nhấn cái nút âm thanh và em nhấn thêm cái âm thanh nữa. Và đó, được đề xuất yêu thích và âm thanh của bạn. Và từ đây các anh chị thích cái âm thanh video nào hay là cái nhạc nào đó thì mình có thể trích xuất âm thanh từ video. Rồi cái này em mới lưu về, cái chương phụ nữ rất là hay. Rồi em nhấn cái nút đã trích xuất âm thanh đây, 29 giây thì em nhấn vào tích chọn. Rồi tới đây là mình sẽ nghe. Đó. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười biếng. Tự mình trang điểm đẹp sẽ tô điểm thêm cho thành phố. Tới đây thì các anh chị cứ thêm chữ vào thôi. Rồi các anh chị ghi chữ vào. Đây để... Rồi. Không có người phụ nữ sống, chỉ có người phụ nữ lười biếng. Rồi, dạ vâng. Rồi, cái sau đây em quay lại, em nhấn vào nút văn bản. Rồi em sẽ thêm chữ vào. Rồi em sẽ lên. Không có người phụ nữ xấu thì... Rồi qua đây thì em sẽ chọn cái phong cách. Thường em sẽ chọn cái chữ như thế này. Bao lâu... Rồi em sẽ phóng to lên. Rồi, đó hoặc là các anh chị có thể chọn cái chữ này đó, hoặc là cái chữ này thì sẽ được cái phông chữ nó sẽ đẹp hơn. Rồi các anh chị chỉnh cho đẹp thôi. Rồi, sau đó thì mình kéo qua đây, mình chọn cái màu chữ. Đây, ví dụ như em chọn cái màu chữ này. Rồi thì kéo xuống nó có cái phần màu sắc này các anh chị. Là màu sắc của cái chữ này anh chị giảm xuống một xíu cũng được. Rồi cái phông nền các anh chị giảm xuống một xíu cũng được, cho nó đẹp, nó đừng có rõ và nó nổi quá, nó chìm chìm nó cũng đẹp. Rồi
không có người phụ số đó. Rồi cái này là cái phong chữ đầu tiên mà mình có thể làm, hoặc là một cái phong mới mà vừa em vừa tìm ra là chỉ có người phụ. Đó thì phong chữ này nó hơi phức tạp một xíu, nhưng mà nó sẽ rất là đẹp. Rồi okay, em sẽ quá. phóng to lên. Rồi á, rồi là em sẽ chọn cái bóng. Các anh chị thấy không, màu sắc tô viền, phong nền và bóng, chỗ bóng này. Rồi cái em chọn màu đen. Đó, rồi cái độ mờ thì em sẽ không có được. Cái này sẽ em sẽ giảm xuống, cái này sẽ giảm xuống và cái này sẽ tăng lên. Đó thì cái chữ nó rất là đẹp, nó như hình như bóng vậy đó. Đó nó có, nó rất là đẹp. Cái đó là hai cái kiểu cái phong chữ mà em thấy rất là đẹp và nhiều người phổ biến được sử dụng. Okay, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng động, có nghĩa là cái chạy chữ trên cái video này. Đó, hiệu ứng động. Và nó bị treo máy đâu phải không Thúy? Đầu ra xong rồi vòng lặp lại. Đó, đó các anh chị cho nó chạy chậm xíu, nó chạy rất là nhanh. Đó. Rồi, đây. Ok, cảm ơn Thúy rất là nhiều luôn. Ok, em giữ nguyên chỗ này Thúy. Em click vô cái video giùm anh. Dạ rồi. Không có người phụ nữ sống chỉ cứ rồi. Em click vô cái video để anh chỉ cho mọi người. Thôi thầy, dạ, cái mạng nó hơi bị nặng rồi. Chỉ có người phụ nữ lười biếng. Ok. Dạ. Rồi, ok. Em click vô cái rồi. Video, anh sẽ hướng dẫn cho mọi người một chút ha. Rồi, cảm ơn Thúy rất nhiều. Cả nhà dành một cái tràng số tán để gửi lời cảm ơn Thúy nha. Thì Thúy là một cái người có thể làm tất cả các video này luôn cả nhà. Rất là tuyệt vời. Và đúng rồi, chúng ta sử dụng cái này giống như Camtasia. Tuy nhiên là Camtasia là nó dùng để mình làm video trên YouTube chẳng hạn. Nó sẽ có cái format nó không giống như là CapCut. Và CapCut nó sẽ là chuẩn cái format của TikTok. Cho nên á, là chỉnh tất cả những video trên TikTok, em để im chỗ này nha Thúy, chỉnh tất cả những video trên TikTok á, thì chúng ta phải dùng cái CapCut cả nhà nha. Và cái điều quan trọng nè, trong ở đây á, là nó có tất cả những cái công cụ để cho mình làm luôn, từ việc là cắt, từ việc là thêm, từ việc là văn bản, từ việc là dán nhãn, từ việc là thêm hình ảnh, từ việc là thêm video. Có nghĩa là chúng ta có thể chồng hai cái video lên với nhau, chúng ta có thể chồng cái video với cái hình ảnh lên video được luôn. Và chúng ta đánh chữ và chúng ta tạo hiệu ứng giọng nói, và chúng ta có thể đổi cái phông nền phía sau, tất cả mọi thứ đều có thể dùng CapCut để chỉnh được hết cả nhà nha. Đó, rồi chúng ta cảm ơn Thúy rất là nhiều. Vậy thì thời gian không có nhiều thì Thúy hướng dẫn như thế, tại vì cái mạng nó bị lag quá, mọi người nghe không kịp. Vậy thì chúng ta đã học được về cái cơ bản và tất cả mọi thứ đã xong. Việc còn lại là bây giờ chúng ta